size ngon lắm, trong váy nè, không có size được. Hôm nay có trong váy công sở nữa nè mấy chị ơi, đẹp lắm luôn á. Rồi vô like tương tác lên giúp em nha. Rồi vô like rồi mình tương tác lên giúp em nha. Em mặc có một màu, cái này hàng cao cấp nha mấy chị ơi, hàng xịn, rất là xịn luôn. Em mặc là form từ 40kg đến tầm 57-58kg là mặc vừa luôn. Cái này hàng xịn lắm luôn, em báo giá luôn nha, tại vì áo này nó hàng lẻ 105.000 á đó. Đó, đúng một cái form của nó là form dài xuống luôn á, đẹp lắm luôn nha, hàng cao cấp nha mấy chị. Hôm nay có cả quần nữa. Rồi tương tác chia sẻ like lên giúp em liền nha. Rồi chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Tương tác chia sẻ like lên giùm em nè. Cho chị một cái xếp dập ly đúng không ạ? Thôi em cho em bre. Mấy chị chia sẻ like giúp em lên một cái mẻ hàng này em bán tặng đầu like cho mình nha. Chốt mà chị nào có chia sẻ like. Đúng rồi, bre kia kìa. Bre lộn này, bữa trước mình xem là 69. Chân váy này có size SML. Chân váy này có size nha mấy chị ơi. Size S nè, size M nè, size L luôn, B size. Đẹp lắm luôn. Đó, lấy đủ màu nha. Mình chia sẻ like giùm em nha. Chân váy là vải tuyết mưa, hàng này chuẩn chuẩn hàng công sở giùm em luôn nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đây cái áo này rất là xịn luôn nè. Mẫu này em bán tặng nha, cái này nhập rất là cao, hàng này hàng Quảng Châu. Rồi 40kg đến 60kg là mặc ok vừa hết cái áo này giúp em luôn. Đây, mẫu này em sẽ bán tặng đầu like cho mình nha. Túi rồi rất là xịn sò luôn chị ơi. Vô like, chia sẻ like liền lên giúp em và chấm tương tác giùm em nha. Rồi, để mình chốt cái áo này giá cực kỳ rỉ, đầu like em lên hàng rỉ. Giờ em bán giá tặng cho mình nha, bán tặng đầu like. Áo này có nhiều màu mấy chị, 40kg đến 60kg men vừa. Ok chị lợi thêm ngô nha chị ơi. Đây nè. Ủa, còn màu nữa, em lo hết ra. Em lo bỏ hết ra đây nè. Đen hay màu trắng cho nữa. Trong váy em mặc là có size SML, B size. Áo mặc là 105 và có đúng một màu nha, có đúng một màu. Đây mấy chị ơi, hàng rất là xịn, rất là đẹp nha. Cái này em bán tặng đầu like. Chân váy mặc là có size SML, bẻo trong, có bê màu luôn nha. Hàng chân váy công sở nè, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Em mặc nè, có tới bê màu. Chân váy này có bê màu nha, màu trắng, màu nâu đậm và màu đen em đang mặc. Và có đủ size cho mình luôn. Size S, size M và size L nha, bê size. Giá là 119.000 một cái chân váy, em báo giá luôn cho mình nha, hàng cao cấp. Cái này là chuẩn hàng luôn, chuẩn hàng Quảng Châu luôn, hàng này hàng cao cấp nha mấy chị ơi. Đó. Áo em mặc rồi, cái này em bán tặng đầu like, giá 49.000 một cái nha. Hàng này chuẩn hàng. Hàng này em nhập vô 80 mấy ngàn một cái rồi á, bây giờ em bán tặng 49.000. Rồi đây nha mấy chị ơi, 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết áo này. Cái này em bán tặng đầu like cho chị nào có chia sẻ like nha, 49.000. Trắng nè, màu vàng bò. Cái này bán tặng mấy chị ơi, nhập vô 8 mấy ngàn rồi. Màu này dạng màu đen mà đen tro á nha mấy chị ơi, màu đen tro á. Áo đang mặc cho cô bé bít ướt 105. Bẻo trong lấy size gì bẻo size giùm chị nha, SML B size. Trong váy em có size nha, bẻo trong màu đen size L 1, 2. Trong váy này thì bé giá nhiêu? 125 đúng không? 125 trong váy nha mấy chị ơi, trong váy 125. Cái giá của nó nãy mở ra cái cục tôi coi cục xem. Trong váy là 125, bẻo là 105 giúp em nha. Rồi, áo mặc hết rồi nè. Lấy size L cho bẻo trong 125.000 trong váy, áo là 105. Rồi áo này bán tặng 49.000 nha. Hồng nè, đen tro, màu trắng, màu vàng.
với lại màu màu xanh nè. Em coi em lồ được mấy cái? Hai màu đen. Rồi, màu xanh luôn giúp em nha. Áo 49.000. Áo là 105 đơn. Đơn bẻo tròn đi hàng ngày hôm qua chung với lại Nguyễn Hồng Ngọc Mai rồi nha em. Đơn này chị dồn lại nha, đơn này gộp lại. Chị Hồng Khanh chân váy xanh L125. Hàng này hàng xịn lắm mấy chị ơi, hàng chuẩn hàng Quảng Châu giúp em nha. Chân váy là mẫu này 125. Đẹp lắm luôn giùm em nha, chuẩn hàng công sở á. Đẹp lắm. Nó có một kiểu này sao à? Vừa nha chị Hồng Khanh ơi. Rồi áo màu màu da rồi giúp em nha. Màu da mấy chị ơi. Chốt em là áo 49.000 kìm màu. Mỗi này bán tặng đầu like cho mình nha. 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa hết luôn. Muốn ngực dày dặn nè. Cái này em lấy ra là nó bị nhăn nha. Đẹp lắm luôn. Rồi mút của nó có thông hơi cho mình luôn nè. Mẫu này em bán tặng 49.000 một cái nha mấy chị ơi. Hàng này hàng Quảng Châu xịn cao cấp. Màu da nè, màu xanh, màu hồng giùm em nha. Màu hồng. Rồi màu đen. Màu đen tro, màu trắng. Màu vàng bò giúp em, màu bò giúp em nha. Cái này rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Em thêm là một trắng một bò. Nó sẽ được đựng trong cái túi như thế này. Hàng xịn cực kỳ nha. Áo này là em bán tặng hả mấy chị ơi. Bán tặng nha, 49.000 thôi. Review chưa? Có thông tin không? Đang mặc hết nha. An Thiên lên địa chỉ số điện thoại nha An Thiên ơi. Hiện tại bên em chỉ ship hàng đi thôi nha, chứ không có ghé á chị. Lên địa chỉ số điện thoại giùm em nha. Chị Nguyễn Miên mít 58-51kg mặc giùm em size M nha chị. Mặc size M. Chị Nguyễn Miên lấy size M béo màu giùm em luôn chị ơi. Màu đen đúng không? Chị Nguyễn Miên màu đen size M. Màu vải. Đúng rồi. Chân váy là 125 em có màu trắng nè. Màu nâu nè, màu nâu đậm luôn á. Trắng nâu đậm với lại màu đen đang mặc nha. Chị Nguyễn Miên lấy màu đen á. Nguyễn Miên cho em lại địa chỉ luôn nha chị Nguyễn Miên ơi. Hàng này chuẩn xịn lắm luôn. Chân váy em mặc là 125 nha mấy chị ơi. Hàng này chuẩn hàng Quảng Châu giúp em nha. Có size S cho chị Minh Châu ơi. Có màu đen nè, màu nâu nè với màu trắng luôn nha, ba màu. Trắng đen nâu ba màu SML B size, giá là 125.000 chân váy nha. Rồi An Thiên có địa chỉ số điện thoại nè. Rồi áo này em bán tặng đầu like nha mấy chị ơi. 49.000 nha, màu nút nè. Màu xanh nè, 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa hết luôn nha. Màu xanh, màu hồng, hồng nè. Màu đen tro, màu trắng và màu vàng giúp em nha. Mặc xanh mờ chị Trâm Võ. Khi nào cái áo đang mặc để chị dạ rồi ok chị áo mới mặc hiện tại em hết rồi nha. Rồi chị nào lấy chân váy thì chốt luôn giúp em nha mấy chị ơi. 125.000 nha, 125. Màu đen, màu bò, màu trắng nha, bê màu. Mặc size S nha Minh Châu ơi. Mặc S rồi chị, 1m6 49kg là mang size S á. Còn không mấy chị thường mặc size gì mấy chị lấy size đó giùm em nha. Mình thường mặc size gì là mình sẽ biết rồi. Ví dụ em mặc size S là em cứ size S là em vô à. Rồi ok chị Nguyễn Miên nè. Rồi áo là 49.000 em bán tặng nha mấy chị ơi. Ai lấy mình chốt luôn giúp em nha. Màu da, màu xanh, sơ mi đang mặc hết rồi mấy chị ơi. Da nè, xanh nè, hồng nè, đen nè, màu trắng nè, màu vàng với lại màu nút nha. Rồi áo 49.000 ai lấy chốt áo này giúp em nha. Chân váy là 125 nha mấy chị ơi. Đừng có xếp em bỏ chung một ơi, bỏ chung một bị luôn. Rồi bỏ cái này chung luôn. Rồi chân váy mặc chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha. 125.000 nha mấy chị ơi. 125. Áo 49 là màu xanh với màu ruốc cho thẻo trần. Xanh với ruốc có thẻo trần. Chân váy mặc 125 mấy chị cứ nhận hàng xong mà mình biết nha cái vải nó như thế nào mà 125. 125 là em bán rỉ á, mình mấy cái này mình vô mấy cái shop công sở mua mắc lắm mấy chị ơi. Chân váy có size XML B size nha. Hiện tại màu đen là còn size S với size M không? Ok thẻo trần. Màu đen là còn S với M giùm em nha. 125 màu đen còn S với M. Màu nâu là còn đủ size. Màu trắng là còn đủ size. Chị Minh Châu ơi, cho trực tiếp cho like giùm em cái số điện thoại luôn nha chị. Không thì nhắn qua liền giúp em luôn nha. Minh Châu size S màu đen nè, Minh Châu S màu đen. Chị Trâm Võ đen size M.
Chị chay màu luôn đi. Trăm vỏ đen size M nha chị. Chị Phạm Nguyễn áo 49 màu trắng. Chị Phạm Nguyễn áo 49 màu trắng. Rồi áo 49.000 á, muốn coi màu nói em nha, em lên màu lại. Rồi chân váy nè, 125 giúp em nha, màu nâu đậm nè, màu trắng nè. Ok, trăm vỏ nè. Rồi đây nha, màu đen đang mặc. Đen hiện tại là còn size X với size M, hai size. Ủa hai cái size M này không? Mẹ ai lấy luôn. Rồi em còn trong váy đen còn size S thôi nha. Còn màu nâu với màu trắng là em đang còn đủ màu cho mình luôn nè. Rồi chị nào lấy thì mình chốt lên giúp em nha. Màu nâu, màu trắng là em đang còn đủ màu. Màu đen là còn size S thôi nha. Cái nâu hay... Cái nâu còn size S không ạ? Còn cái size S thôi. Trong váy trắng một lớp nha, vì trên nơi cái này vải tuyết mưa dày lắm nha em. Vải tuyết mưa dày lắm luôn, một lớp. Rồi chân váy em còn màu đen size S. Màu cho chị cái Sumi bất bình rời liền không? Đen là còn S nha. Ok Minh Châu, địa chỉ số hội dùm nha Minh Châu. Bất bình rời. Đen còn size S, màu trắng với lại màu nâu em đang còn đủ size nha mấy chị ơi. Ai lấy mình chốt lên giúp em nha, chân váy 125. Rồi chân váy 125 nha em, để mặc thử màu nâu mấy chị coi nè. Đẹp lắm luôn. Eo kiểu hôm nay, eo kiểu hàng cao cấp xịn đẹp lắm mấy chị ơi. Chờ em xíu nha, em thay cái chân váy màu nâu rồi em lên mẫu cho mình. Kéo chân váy đen lên đi không? Đẹp luôn luôn á. Đây em đang mặc thử màu nâu cho mình coi. Đẹp cực kỳ. Hàng rất là xịn và rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Áo mặc hồi nãy em hết rồi nha. Áo dây còn nha chị Ngọc Ly ơi. Đây màu nâu cho mình nha mấy chị ơi, màu nâu. Chân váy này rất là đẹp luôn giúp em nha, màu nâu nè. Áo dây em còn nha, cho màu dây lên lại không? Màu nâu em nha mấy chị ơi. Nâu mấy chị phối là màu trắng, màu đen, đồ gì đó cũng rất là hợp luôn nha. Mặc tạm với cái áo sơ mi này đó. Áo sơ mi mặc là 65 nha, 40kg tầm 53-54kg mang vừa. Rồi chân váy nâu là 125. Em còn màu nâu, màu trắng, màu đen luôn nha. Ba màu trắng nè. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Màu đen hiện tại còn size S thôi nha. Lên màu em xem với à, mới vô. Áo dây cho màu lại. Áo dây. Rồi đây giùm em nha mấy chị ơi. Áo mặc là 65 nha, chân váy là 125, SML đang còn đủ size, vải đẹp cực kỳ luôn á. Rồi áo này nha. Eo 74, chị Thanh Nhã, Thanh Nhã thường mặc size gì lấy sau đó giúp em nha, chân váy có size SML B size. SML B size nha chị. Rồi áo này 49.000 bán tặng nha, có màu đen nè, màu hồng nè, đen tro màu hồng, màu trắng. 49.000 giúp em nha, màu xanh nè. Màu xanh nè mấy chị ơi. Và màu này là màu nút nha. Màu nút, màu da với lại màu vàng. Rồi chị nào lấy màu gì chốt màu đó giúp em nha. Hàng này em bán tặng 49.000. Hàng túi rất là xịn, rất là đẹp, hàng Quảng Châu chuẩn nha. Rồi ai lấy chốt lên giùm em nè. Vàng 49. Vàng 49 nè, màu nút 49.000. Hai áo chị đang mặc cho Hoàng Thái Bảo 65 một cái. Ok em, hai cái cho Hoàng Thái Bảo nha. 65.000. Một xanh một nút cho chị Ngọc Ly. Một xanh một nút cho Ngọc Ly. Chị Ngọc Ly cho em địa chỉ số điện thoại trên live luôn nha Ngọc Ly ơi. Sơ mi hồi nãy hết rồi nha, Kim Chi Nguyễn Thị ơi, sơ mi 105 hết hàng rồi nha. Rồi áo 49A lấy màu gì nữa chốt màu lên giúp em nha. Đen nè, hồng, trắng, xanh, nút, vàng. Chị Ngân Châu, cái gì Châu em? Chị Minh Châu ơi, cho địa chỉ số điện thoại giúp em nha chị ơi. Cũng chưa thấy nhắn tin luôn á. Cho trực tiếp trên live giúp em xin đúng lần à.
sau là mình mua hàng không có xin lại nữa. Rồi chị Ngọc Ly có số điện thoại nè. Rồi cho em địa chỉ luôn nha Ngọc Ly ơi. Chân váy mặc nha mấy chị, nâu, trắng, đen, be màu, 125.000 vải tuyết mưa, xịn đẹp cực kỳ luôn nha. Hàng xịn đẹp lắm lắm luôn mấy chị ơi. Rồi có nút bên đây giùm em nha, 125.000. Màu nâu đang còn đủ size, màu trắng đang còn đủ size. Riêng màu đen thì em chỉ còn size S thôi nha. Đây, 125 thôi, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Tại vì em chị cho em lại chị Ngọc Ly ơi, nó bị thông tin đâu có đâu, ở trong này không thấy nè, chị cho trên like giùm em luôn nha. Em lưu lại rồi lần sau mình mua thì em khỏi xin lại nữa, em lưu vô hệ thống á. Rồi chân váy màu đen, màu trắng, màu nâu, ve màu, giá 125 giúp em nha. Rồi áo là 65, áo đang mặc còn nha Mỹ Duyên ơi, 65.000. Lấy chốt luôn nha Mỹ Duyên ơi, 65.000. Rồi em tua màu áo dây lần nữa nha, rồi em qua áo kiểu. Áo dây bán tạm 49.000 màu hồng. Vậy em cảm ơn chị Ngọc Ly nhiều nha. Rồi màu trắng là 49.000 hồng, 49.000 màu trắng. Rồi màu xanh 49.000 màu xanh. Ok Nguyễn My, màu nút giùm em nha, 49.000 màu nút. Màu đen tro, màu đen tro á. Và màu này là màu bò giùm em nha, hàng này bán tặng nè, nhập vô 80.000 luôn á. Nhập vô 89.000 áo này. Cái này hàng mắc á, chị nào xịn xịn, chị nào mà rành hàng là nhìn biết liền luôn. Áo này. Rồi đưa áo kiểu hàng lẻ lên trước em. Em lên áo xô hàng kiểu trước nha. Trong váy này không có túi nha chị. Áo xô nè, hàng cao cấp luôn giúp em nha. Hàng đó em sale rỉ rồi chị Ngọc Ly ơi, cái đó mặc lên đẹp lắm chị à. Yên tâm ơi, áo hai dây dễ mặc mè, nó xoắn cái chỗ ngực mình dễ thương lắm, yên tâm nha. Rồi, cái này chốt lên giúp em nè, áo xô mấy chị ơi. Áo xô hàng cao cấp giá 95.000 một áo nha. Chân váy có size XML B size nha Thoại My ơi. XML B size nha. Áo xô hàng cao cấp này, hàng này mình ra ngồi mua người ta bán khoảng trăm mấy á mấy chị ơi. Chỗ này bán rỉ cũng 150 á. Em bán 95.000 nha. 40kg đến tầm 53-54kg mang vừa. Chốt em xô trắng 95. Rồi xô trắng 95 giúp em nha. Dạng foam baby doll mấy chị ơi. Đây. Rất là xịn và rất là đẹp luôn. Nhìn cái áo là ưng liền luôn á. 95.000 giúp em nha. Chốt em là xô trắng 95 mấy chị ơi. Rồi xô trắng thì em xô trắng 95.000 nha. Đó 40kg tầm 53-54kg mang vừa. Phía sau sẽ có nút cài cho mình nè. Phía sau có nút cài nha, 95.000. Chốt em lại xô trắng 95 foam baby doll. Đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Đó mẫu nó, chị nhìn kỹ mẫu nè. Rồi đây em nha, có mình lên em lại xô trắng nè. Xô trắng một nút một xanh dồn đơn cho chị Phương Trang áo 49 đó. Chân váy là có màu nâu, màu trắng, màu đen luôn nha Thoại My, ba màu. Xô trắng cho chị Ngọc Ly. Xô trắng 95 cho chị Ngọc Ly. Rồi cái này giùm em nha mấy chị ơi. Màu đen, chân váy có màu đen, màu trắng. Ghi dép cẩn thận nha con. Rồi chân váy có màu trắng thì màu đen nào và màu nâu em mặc nha. Chân váy có tổng cộng là ba màu, trắng, đen, nâu, ba màu nha mấy chị ơi. 125 chân váy nha. Rồi xô đây em hết chị nhà Hồng Kim ơi, em quay mẫu khác nha. Áo xô còn kiểu khác. Rồi vậy đây chị Hân Ni ơi, chân váy hàng công sở, hàng cao cấp giá 125 giúp em nha. Có màu nâu, màu trắng, màu đen luôn, ba màu. Rồi em mặc là màu nâu, nó đẹp đẹp lắm luôn. 125 nha, nâu nè, trắng nè, về màu đen nữa, be màu. Màu đen thì còn size S thôi nha, màu nâu còn đủ size XML. Màu trắng cũng còn đủ size luôn, XML be size. Rồi áo hoa này mấy chị ơi, trời ơi, xuất sắc luôn giùm em nha. Áo hoa 95, ai lấy hoa chốt lên em là hoa 95, hàng keo cắt luôn nè. 40kg đến tầm 56-57kg mấy chị mặc ok vừa cái hoa này. Chốt lên em là hoa 95.000. Rất là rỉ mình luôn mấy chị ơi. Chân váy là có size nha chị Kim Tinh Nguyên ơi. Chân váy có size nha, nâu với lại trắng là còn đủ size XML. Xô trắng hồi nãy hết nha Đàm Thúy Vi ơi. Chốt em là hoa 95. Mấy chị nhận cái hàng mấy chị ghiền luôn á. 40kg tầm 56-57kg mấy chị mặc ok vừa nha. Chốt lên em là hoa 95.000 hoa.
Ai mấy chị ơi, đẹp xuất sắc luôn mẫu này dùm em nha. 95.000, 40kg tầm 56, 57kg mấy chị mang vừa. Nó khác quá lại những cái loại hoa đợt trước em bán nha. Hàng này chuẩn lắm luôn. Rồi 95 nha mấy chị ơi. Chốt em là hoa 95. Phần trước nó phối vải xô hết toàn bộ cho mình nè. Trắng xanh mờ chị Honey Nguyễn 125. Đây mấy chị ơi, chốt giúp em là hoa 95 nha. Đây xinh lắm luôn, giúp em nè mấy chị nhìn kỹ phía trước của nó nè, nó phối nha. Rồi ai lấy hoa chốt em là hoa 95 ngàn áo hoa này. Cưng ơi là cưng, phối chân váy, phối quần tây rồi gì được hết luôn nha. Chốt là em là hoa 95 ngàn hoa. Ủa cái xô này giống này không ngon, khác không? Rồi xỉu xỉu. Rồi chốt em cái này mẻ số 10, 95 ngàn mẻ 10. 95 ngàn mẻ 10 mấy chị ơi. Rồi xuất sắc luôn á. Mẻ có 95 ngàn à. Đây tay bí luôn mấy chị ơi. 40kg tầm 53, 54, 55kg men vừa. Chốt em này mẻ 10, 95. Mẻ 10, 95 ngàn mẻ 10 mấy chị ơi. Chị lấy mẻ 10 cho em mẻ 10, 95 nha. Siêu đẹp luôn mẫu này. Không lấy là tiếc, nhìn trong like nó như thế này mà nhìn ở ngoài là muốn xỉu luôn á. Nhìn ngoài đẹp hơn like rất là nhiều, nói thiệt. Cái vải này nó cưng lắm mấy chị ơi. Cho em mẻ số 10 nha, 95 ngàn mẻ 10. Nó y như áo nãy luôn mà hồi nãy là tay tay lỡ không không? Hồi nãy là tay của nó dạng tay dài, cái này tay bí. Rồi 95 ngàn nha, chốt là em mẻ số 10 giá 95 ngàn mẻ 10 mấy chị ơi. Ở sau có nút cài cho mình luôn nha. Xô nè. Rồi đẹp lắm luôn mẫu này nha, chốt em mẻ số 10, 95 ngàn mẻ 10 nha mấy chị ơi. Mẻ 10 nha, 95 ngàn mẻ 10. Chị Hòn Kim mẻ 10 nè, hồi nãy cái kia chị chưa có được chốt nha chị Hòn Kim ơi. Cái này cho chị Hòn Kim mẻ 10 nè. Chốt lên em mẻ số 10 nha. Chị Hòn Kim chốt lên mẻ 10 chị. Chị Hòn Kim chốt lên mẻ 10 giùm em nha. Rồi mẫu này giùm em nè mấy chị ơi. Áo này đang hot hit lắm lắm luôn. Rồi em bé cũng 95 luôn nha. 40kg đến tầm 50, 40 tầm 53, 54kg. Mang vừa giúp em nha. Chị Hòn Kim mẻ 10, chị Quyên Nhu hết mẻ 10 rồi nha. Chị Quyên Nhu ơi, mẻ 10 em có 1 cái à. Tí hồi chọn cái khác giùm em nha. Rồi cái này chốt lên giúp em là ren nha mấy chị ơi. Nó là xô phối nè. Xô nó phối với lại dạng như là nó đen luôn nè mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. 95, 40kg tầm 53, 54kg men vừa. Chốt em cái này nha. Đồ hôm qua chị đặt chiều nay em gửi luôn nha chị Quyên Nhu ơi. Do hôm qua đặt trở lúc đó shipper đi rồi á, cho nên em chưa có gửi được. Hôm nay em gửi luôn nha. Rồi này chốt lên em nha mấy chị ơi. Mẻ số 10, mẻ số 1 nha. Chị lấy này chốt mẻ 1, 95 ngàn mẻ 1. Rồi đẹp lắm luôn giùm em nha, 40kg tầm 53, 54kg mang vừa. Chốt em áo này mẻ số 1, 95 ngàn mẻ 1 nha. Hàng cao cấp lắm luôn mấy chị ơi. Ngồi nó còn đẹp hơn trong like luôn á. Chốt lên giùm em mẻ số 1 nha, 95 ngàn mẻ 1. 95 ngàn mẻ 1 mấy chị ơi. Ai lấy mẻ 1 chốt là em mẻ 1, 95 nha. 95 ngàn mẻ số 1. Rồi cho em trở vai nha mấy chị ơi. Trở vai 40kg đến 60kg men vừa. 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa mẫu này giúp em nha. Chốt em là mẻ số 2. Mẻ 2 nha mấy chị ơi. 95 ngàn mẻ 2. Ai lấy mẻ 2 chốt mẻ 2. 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa hết luôn nè. 95 ngàn cho em mẻ 2 nha. Hàng này vô shop mua có chỗ bán 200 mấy luôn á. Thiệt luôn á. Rất là rỉ luôn giúp em nha. Mẻ 2 cho xương rồng hoa. Nay chưa có sọt Phan Nhung ơi. Mẻ 2 xương rồng hoa. À, đơn em hôm qua giờ chưa ai ship. Chị bé shipper giao em hôm nay luôn. Ok em nè. Mẻ 1 đây nha, Trang Trang Nguyễn ơi. Ok em buồn chip đừng lấy màu trắng giùm chị nha. Cảm ơn. Ok giờ Quyên Nhu. Đơn Quyên Nhu kiểm tra lại em. Rồi áo này mẻ số 1 nha Trang Trang Nguyễn ơi. Lấy chốt chị mẻ 1 nha. Mẻ 1 nha Trang Trang Nguyễn. Rồi xinh lắm luôn nè mấy chị ơi. Chị nào thường mua hàng online mà cái hàng mà mấy chị thường hay chụp mẫu xong bán á, là những cái mẫu này bán giá cao lắm luôn. Rồi em bé có 95 thôi nha, cho em mẻ số 1. Mẻ 1 95 ngàn mẻ 1. Chân váy là em có size nha chị Thảo Pikachu ơi, có size S, size M, size L, B size nha chị. Mình mặc size gì mình lấy size đó giúp em nha. Còn áo mặc là 65 ngàn, 40kg tầm 5B, 54kg men vừa. Rồi cái này mẻ 1, 40 tầm 5B, 54kg men vừa nha. Lấy mẻ 1 chốt là em mẻ số 1.
này mẻ một. Cái này có màu nữa không? Lấy màu của em kìa. Rồi, đẹp lắm luôn nè. Mặt size S nha, nhà thẻ Pikachu ơi, 46kg men size S nha chị. Rồi áo này 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa men nha. 40kg đến 60kg men vừa, giá 95.000. Em có màu trắng nè. Vải đẹp ơi, đẹp luôn. Vải xịn lắm luôn nha mấy chị ơi, 95.000. Chốt em là mẻ số 2 kìm màu. Mẻ 2 kìm màu nha. À, mẻ số 3 kìm màu mấy chị ơi. Số 3 em có màu trắng nè, màu hồng nè. Xịn đẹp lắm luôn á. 95.000 nha, trắng nè, hồng nè. Mặc kiểu bình thường cũng được, mặc trở vai cũng được luôn nha. 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa hết. 95.000, mẻ số 3 kìm màu. Số 3 màu trắng, màu hồng, màu vàng nhạt và màu đen. Trắng, hồng, đen, vàng nhạt, 95. Rồi, trắng, hồng, đen, vàng nhạt, 95.000 giùm em nha. Vải siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Mặc cổ bình thường cũng được, men trở vai cũng được luôn nha. Rồi chị nào lấy mẫu gì chốt lên mẫu đó. Chị Thảo ơi, 46kg men size X nha. Em ấy mặc là 65 nha, Kim Hiếu ơi. Em mặc là 65 nha chị. 40kg tầm 53-54kg men vừa. Áo này chị Nguyễn Mỹ An mặc thoải mái luôn á chị. 95 giúp em nha, vải xịn ơi là xịn luôn. Mấy chị cứ nhận hàng mấy chị biết liền luôn á. Vải rất là xịn và rất là đẹp giúp em nha. Màu vàng nhạt, màu trắng, màu hồng và màu đen. Chốt em mẻ số 3 kìm màu. Mặc cổ bình thường được nè, mặc trở vai được luôn nha. Vải xịn đẹp lắm luôn. Chốt em là mẻ số 3 kìm màu. Đen, trắng, hồng, vàng, 4 màu nha. Số 3 kìm màu giúp em nè. Đen, trắng, hồng, vàng nha mấy chị ơi. Rất là rỉ luôn nha. Chân váy vải gần. Vải này vải tuyết mưa nha mấy chị ơi. Vải này vải tuyết mưa. Vải này là vải tuyết mưa giùm em nha. Sơ mi dáng rộng tay dài có màu, em còn mẫu này nè chị. Chờ em xíu nha. Vàng 95 cho chị Nguyễn Mỹ An. Vàng 95 chị Nguyễn Mỹ An. Chân váy này vải tuyết mưa, hàng công sở mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Chân váy có màu nâu, màu trắng, màu đen, đen màu nha, 125. Nâu nè, trắng nè, đen nè, đó be màu giúp em nha, 125. Đen là còn size S thôi, màu nâu còn đủ size, màu trắng còn đủ size. Rồi áo 95.000 đẹp lắm luôn nè, đẹp lắm luôn á chị Hằng Hằng ơi. Nếu chị mặc trở vai cũng được, hoặc là mặc lên trên cổ bình thường cũng được luôn giúp em nha. 95.000 cho em màu trắng nè. Màu trắng nha mấy chị ơi. Trong cái đen hết L rồi nha, Thùy Trinh, đen chỉ còn size S thôi à. Rồi màu hồng giúp em màu hồng nè, màu hồng. Vải đẹp cực kỳ luôn nha. Trắng, hồng với đen ba màu, chốt là em là áo 95.000 kìm màu. Áo 95 kìm màu với chị. Trắng, hồng, đen, be màu nha. Em còn trắng, còn hồng, còn đen, be màu. Chốt là em áo 95.000 kìm màu. Mẫu này nè, em có một mẫu này. Rồi 40kg đến tầm 55kg với chị men vừa nha. Trắng với đen mẻ be cho Hằng Hằng. Trắng đen 95.000 mẻ số be cho Hằng Hằng. Rồi em còn màu hồng nha. Rồi 40kg đến tầm 55kg mấy chị men vừa, chốt em mẻ số 10, mẻ số 4 nha, 95.000 mẻ 4. 40kg đến tầm 55kg mấy chị mặc vừa, chốt em mẻ số 4. 95.000 mẻ 4 nha mấy chị ơi, dạng đen nè, ở dưới là vải xô. Đẹp lắm luôn nha, cho em mẻ số 4 giá 95. Mẻ số 4 mấy chị ơi, 95.000 mẻ 4 nha. Ai lấy mẻ 4 chốt em mẻ 4, 95. Mẹ 4 cho Đàm Thúy Vi, 95 nè. Cái này dạng baby doll, chốt em là màu đỏ 95.000. 40kg đến 60kg men vừa nha. Cho em màu đỏ giá 95. Baby doll theo nè mấy chị ơi. Rồi nó theo phía trước nha. Về vải của nó là dạng vải BB như thế này. Đẹp ơi đẹp luôn. 95.000 chốt là em màu đỏ 95. Phía sau là cột cái nơ phía sau nè. Mặc xong mình cột cái dây phía sau lại giúp em nha. Rồi 95.000 cho em màu đỏ 95 mấy chị ơi. 40kg đến 60kg mặc vừa mẫu này nha. Bầu bì bông chen được á. Bầu bì nhỏ nhỏ bông chen được. Chốt em là màu đỏ 95.000 màu đỏ. Rồi 40kg đến 60kg mấy chị men vừa luôn nha. Chốt em là đỏ. Đỏ 95 nha. Vải là vải bi bi nổi nè mấy chị ơi. Bi nổi lên trên luôn. Về cái phần trước là toàn bộ theo hết.
cổ cẩm màu đỏ nha, 95.000. Anh lấy đỏ chốt em đỏ 95. Còn éo hàng lẻ không không? Nãy chị nào hỏi em sơ mi form rộng em có mẫu này 95.000 được không chị, màu hồng 40kg đến 60kg men vừa nha. Tay của nó là tay dài, tay dài nha chị. Rồi sơ mi này là tay dài giùm em nè, tay dài 95.000, 40kg đến 60kg mấy chị men vừa luôn nha. Chốt lên giúp em là sơ mi 95 màu hồng, sơ mi 95.000 nha, form to dấu quần. Áo này hàng 105 nè mấy chị ơi. Ơi không phải, lộn giá. Cái hàng 105. Đưa đưa chị mấy cục đen không? Đó đó. Ở xô đúng không? Cái hàng đó tới 100, hàng đó tới 125.000. Rồi áo này nha mấy chị ơi, 95.000 giúp em nha. Vải xô luôn nè, vải xô 95.000. Rồi 95.000 vải xô 40kg tầm 53-54kg men vừa. Chốt em mẹ số 6 giá 95 mấy chị ơi, 95.000 mẹ 6 nha. Xô rất là đẹp luôn. Mẹ 6 em có màu trắng với màu kim, hai màu. Màu trắng với màu kim nha, hai màu 95. 40kg tầm 53-54kg men vừa. Trắng với kim hai màu mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nè. 95.000 nha. Chốt em mẹ số 6 kìm màu. Mẹ số 6 màu trắng, mẹ số 6 màu kim nha. Hàng đẹp cực kỳ, 95.000 mấy chị ơi, rất là xịn và rất là đẹp luôn nha. Rồi ai lấy chốt lên giùm em là màu kim, màu trắng hai màu, cho em mẻ 6 kìm màu nha, giá 95. Rồi ở ngoài nhìn ghiền luôn á, ở ngoài ở trong em nhìn ở ngoài đẹp lắm lắm luôn mấy chị ơi, xịn lắm luôn nha. 95.000 mẻ 6 màu kim, mẻ 6 màu trắng, 40 tầm 53-54. Mẻ 6 màu kim, mẻ 6 màu trắng nha. Rồi mẫu này em có màu hồng. Trong váy chữ E sỉ hiện tại không có nha Hằng Hằng ơi. Áo này em có màu hồng ruốc nè, với lại màu nâu hai màu nha, hồng ruốc với nâu hai màu. Rồi áo này 40kg đến tầm 56-57kg mấy chị mặc vừa. Chốt em là áo 95.000 mẻ số 7 kìm màu nha. Mẻ 7 kìm màu giá 95. Vải đẹp ơi đẹp luôn nè, màu nâu với màu hồng hai màu. 40kg tầm 56-57kg với chị men vừa nha. Chốt em là áo 95 mẻ số 7 kìm màu. Số 7 màu hồng mấy chị ơi, số 7 màu hồng. Rồi số 7 màu nâu nha, đẹp ơi đẹp luôn, giá 95.000 áo này. Mặc với chân váy này cũng đẹp ha. Rồi đây, chốt em là mẻ số 7 kìm màu nha, nâu 95. Rồi hồng 95 giúp em luôn. Nâu 95.000, hồng 95.000. Vải xịn ơi là xịn luôn nè mấy chị ơi, vải xịn đẹp cực kỳ luôn nha. Cho em mẻ số 7 kìm màu, nâu 95, hồng 95. Nâu 95, hồng 95 nha. Vải ở đây mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. 40kg tầm 53-54kg, 55kg mà keo keo thì vừa luôn nha. Chốt em mẻ số 9, 95.000 mẹ 9. Áo này giá 95.000 chị mẹ số 9 nha mấy chị ơi. Vải đẹp lắm luôn nè. Rồi số 9 giá 95.000 mẹ số 9 nha. A à, lấy mẹ 9 chốt là em là mẹ 9 nè. Vải đẹp cực kỳ, 40kg tầm 53-54, 55kg keo keo vừa luôn nha. Rồi chị nào lấy thì chốt lại giúp em nha. Bé áo kiểu không hẻ. Có một hàng khác nữa chứ, tại bữa giờ em muốn lên áo kiểu á, cho nên hôm nay giờ áo kiểu thì em lấy áo kiểu trước. Chứ còn nó có nhiều hàng khác nữa nha. Hay chán áo kiểu thì quay hàng khác. Rồi ai lấy thì chốt em là mẹ số 9 nha. 95.000 mẹ 9. 95.000 mẹ 9 giúp em nha. Mẹ 9 giá 95. Ngọn ngọn quen bơm liền luôn nha. Kìa em bỏ từ cái hốc xét hốc kìa chị. Rồi 95.000 mẹ số 9 nha mấy chị ơi. Rồi em quay hàng khác. Có cái áo sọc 125 nè, hàng cao cấp chị nào lấy thì bé luôn, em quay hàng khác luôn nè. 40kg đến 60kg men vừa, giá 125, form to rộng, hàng xịn. 125 giúp em nha. 125 là em bé hơn chứ còn người ta đáng keo á. Cột nơ phía trước nè. Rồi đây ai lấy cho em là sọc 125. Mình mặc ở trong người xong cái nơ mấy chị điều chỉnh mấy chị cột lại giúp em nha. Ở ngồi đẹp hơn hôm nay nhiều luôn. Đây
sọc 125 hàng cao cấp ở ngoài nhìn nó xịn hơn trong like nhiều. Ai lấy sọc 125 thì chốt rồi nhìn em 40 đến 60. Mặt xong á điều chỉnh cái nơ cột lại nha. Điều chỉnh cái nơ cột lại. Ở ngoài vải đẹp hơn trong like rất nhiều. Đẹp lắm. Chị Thảo tròn sọc 125 nè. 125 rồi đầm hoa nha mấy chị ơi. Đầm hoa nãy bỏ đâu. Chia sẻ like lên giùm em nha. Em quen mẫu đầm hoa này. Giá là 135 ngàn. Đầm hoa này hàng cao cấp giá 135 giúp em nha. Em mặc hiện tại còn một cái nha. Chị nào lấy thì báo em 65 ngàn còn cái cuối nha. Rồi chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Đầm hoa 135. Hàng này vải xịn đẹp ghê luôn á. Hai lớp 40kg tầm 53-54kg vừa hàng hai lớp giúp em nha. 40 tầm 53-54kg mấy chị mặc ok vừa cái đầm này. Rồi không hở gì hết nha. Cài nút ở tay luôn. Hàng này hàng xịn lắm luôn mấy chị ơi. Giá 135 nha cho em đầm hoa 135. 40 tầm 53-54kg em mặc vừa. Rồi dáng dài như thế này nha mấy chị ơi. Chốt em đầm hoa 1B5 nha. Đó cổ phần này nó hơi nhúng nhúng. Nó làm kiểu hơi nhúng nhúng cho mình nè. Hoa là hoa nhí. Mà có màu không ta? Em buông cái đó ra luôn. Chốt em là hoa 1B5 mẫu này nha mấy chị ơi. Hoa 1B5 nha. Rồi em có hai màu, màu em mặc và màu màu em mặc với màu này, hai màu nha. Khác hay giống? Rồi, cho em hoa đỏ 135 hoa đỏ mấy chị ơi, hàng cao cấp, hàng xịn hai lớp nha. 135.000 hoa đỏ. Màu em mặc lấy màu đen mặc, chốt em là màu đen mặc nha. 135.000 cái màu đen mặc mấy chị ơi. Đẹp ơi đẹp luôn mẫu này nha. Đó phía trước của nó nè, màu đỏ. Hàng hai lớp chuẩn xịn lắm luôn, 135 giùm em nha. Màu đỏ nè. Rồi em mặc cho em là màu đen mặc luôn. 135.000 nha mấy chị ơi. Ai lấy màu gì chốt lên màu đó nha. Giá 1B5. Giá 1B5 nha. Trong váy, trong váy hồi nãy quần xước á, quần biết đi xước không ạ? Màu quần này nha, em có size S, size M, size L và size XL luôn. Ủa? Size XL luôn hả? Quần biết ghi xước mấy chị ơi. Ai biết ghi xước giùm em nha. Trời vải đẹp quá. Quần biết ghi này ở trước ở lưng bảng, ở sau ở lưng thun. Biết ghi này ở trước ở lưng bảng nha mấy chị ơi. Về phía sau nó là làm lưng thun cho mình. Biết ghi giùm em nha, trước lưng bảng sau lưng thun. Quần này em có màu màu kim nè, màu nâu, màu kim, màu nâu bò. Màu kim, màu nâu bò mấy chị ơi, và màu đen. Đen đúng không? Kim, nâu bò và màu đen nha, ba màu. Màu đen nữa nè mấy chị ơi. Rồi ở trước ở lưng bảng nha, ở sau ở lưng thun giùm em có đủ size XML, XL và 2XL luôn. Màu đen xanh L cho fan nhung nè. Đen L fan nhung mà như mỗi mẫu có 1 ri à. Mỗi mẫu có 1 ri à mấy chị ơi. Rồi đen xanh L cho fan nhung 119. Fan nhung 119. Đen L Phan Nhung 119 Thùy Dương hả? Em bữa nay em có lên ký không? Ở này ở sau có lưng thun nè. Ở sau có lưng thun. Không thì Thùy Dương lấy size XL cho chắc nha. XL cho chắc nha. Thùy Dương thôi. Trước lưng bảng sau lưng thun giùm em nha. Màu bò 2X cho chị Ly Huỳnh. 119 em. Màu bò 2X cho chị Ly Huỳnh.
đen nè, đen bò với lại màu kem nha. Chị Hồng Phạm màu đen size XL. Hồng Phạm có đen XL không? Chị Hồng Phạm size XL. Còn đen XL đúng không? Ở đây đen, đen XL còn dưới đúng không? XL cho Thùy Dương 60kg không chị? 60kg chị Minh Nhật. Còn size gì dưới không? Chị Minh Nhật lấy 2XL luôn cho thoải mái nha. 2XL cho chị Minh Nhật nha chị. 2XL đâu đưa cho coi. Màu đen, màu bò với lại màu kem, màu màu da, be màu với chị ơi. 119 giúp em nha, biết ghi. Trước lưng bản sau thun dễ mà. Trời ơi, thoải mái luôn á. 60kg là ô le le thoải mái luôn với chị ơi. Chị Minh Nhật lấy đen 60kg, em lấy 2XL chị nha. Đen 60 nè, chị Minh Nhật nè. Mặc cho thoải mái. Ai ai ngon. Là em còn XL á chị. Chị có lấy không thì béo em nha. Chị Minh Nhật từ từ ha. Đen còn size gì dưới? Màu đen, màu đen size 2XL chị Thu Hằng. 2XL Thu Hằng 119. Chị Thu Hằng 2XL 119 nè. Bò XL chị Tơ Sare Nguyễn 119. Hồng Phạm không có tốt chị đi. Sao em? Hồng Phạm XL đi này hết sao? Ủa nãy đầu tiên luôn mà sao hết? Thì Dương XL đầu tiên. Ủa gì? XL có một cái hả? Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Hai đi quần mà sao XL có một cái ơi? Màu đen, hai đi hả? Chứ quần màu đen mấy đi? Con đi. Giờ nãy sao chốt hai cái XL hả? Dạ. Chị Hồng Phạm ơi hết XL nha chị Hồng Phạm ơi. Nãy em tưởng còn. Hết XL nha chị Hồng Phạm ơi. XML em hết rồi nha. 119 nha mấy chị ơi. Màu bò còn 2 ít không ngon? Màu bò á. Ủa, màu bò hết 2 ít luôn nha. Màu nâu còn XL nha Thảo, Thảo Trương ơi. Nâu còn XL nha. Đầm em mặc là vải vôn. 119 nha. Hòn Lan Trinh ơi 119 nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 119 nha. 119 giúp em nha. Ủa, bán rỉ xỉu luôn mấy chị ơi. À lấy chốt lên giùm em nha. Đầm em mặc là vải vôn đó mấy chị ơi. Nâu XL cho Thảo Trương. Nâu còn XL đúng không? Đây. Nâu là chị cầm này ngon. Nâu này. Hết rồi chị. Để bỏ. Màu bỏ. Ồ. Thảo Trương ơi hết XL hết nâu luôn rồi nha. Hello. Yeah. À rồi rồi. Lôm em Tùng nha chị. Dung. Dạ rồi rồi. Rồi, 52kg L vừa hông hả? 60kg mặc size gì bây giờ để em chốt size lại nha. Màu nâu là em còn size M, em đang cầm size M có chị thấy thoải mái không? Tại vì ở sau là lung thun nè, ở sau là lung thun. Rồi màu nâu nha, em có màu nâu nè, màu nâu còn size gì không? Nâu còn size gì? Nâu còn M với L, đúng không? Nâu là còn M với L giúp em nha, nâu còn M với L nè. Đây nè, màu em cầm là em đọc màu bò mấy chị, màu nâu bò á. Cái màu này màu nâu nha. Màu nâu bò là em đọc màu này nè. Nâu bò là còn size M với size L. Màu kim là em đang còn size gì không? Đủ size. Màu kim là đang còn đủ size. Màu kim là đang còn đủ size luôn nha mấy chị ơi. Đó, màu kim còn đủ size XM, L, XL và 2XL luôn. Giá 119 hàng Big Duy xước nha. Quả đẹp xịn cực kỳ luôn. 119 giúp em nha mấy chị ơi. Màu kim nè, màu đen còn size gì không? Màu đen là còn size M. Rồi ai lấy chốt lên giúp em nha. Là hết luôn á. Màu kem đẹp lắm luôn thì Thu Hằng ơi. Màu này sang lắm luôn nha. Màu kem nè còn đủ size. Màu nâu là còn ML. Màu đen là còn size M thôi nha. Màu đen còn size M. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp em 119 ngàn. Biết ghi á. Lưng đẻ lắm luôn á. Phơm đẻ mấy chị ơi. 119 thôi nha. Màu kem size L chị Sam Nguyễn 119. Có áo chị Vi Nguyễn Thanh ơi. Đầm em mặc là 1B5 nha. Đầm mặc 1B5. 40kg tầm 5B54 cái men vừa hàng 2 lớp phải là vải von. Đây, hàng 2 lớp phải là vải von giùm em nha. Không có hỏi đâu mấy chị, em đang mặc áo, áo chỉ 2 dây nó ngang qua. Màu nâu với màu bò size X là thẻ Pikachu. Lại màu kim với màu nâu nè. Lại mờ. Rồi, mờ
màu thẻ Pikachu nè, màu nâu với màu bò là màu kim á, là hai màu này nè ngon. Thẻ Pikachu nè. Phía sau là lông phun nha. Vừa nha Hòn Lan Trinh ơi, vừa nha Hòn Lan Trinh. Rồi chốt lại giúp em nha. In 52 cái L vừa nha Hòn Lan Trinh ơi. Ủa nâu với đen ít hơn, thẻ Pikachu nâu đen không? Đưa cái kim lại chị. Rồi nâu với đen nha, nâu với đen. Đầm có tay còn nha xem Nguyễn ơi. Thẻ Pikachu có địa chỉ chưa? Thẻ Pikachu cho em địa chỉ luôn, like luôn nha chị ơi. Rồi cái này em còn màu kim với màu nâu nha, hai màu. Nâu còn L nha chị Phương Phan ơi. Nâu còn xanh L luôn nha chị. Đeo thoải mái luôn, ở sau lưng thun mè. Thoải mái cực kỳ luôn á. Phía sau chân váy là bãi tuyết mưa nha Vi Nguyễn Thanh ơi, chờ em lên lại nha. Ở sau chân váy là bãi tuyết mưa. Rồi chốt quần này có 119 là rất rỉ luôn á chị ơi. Rỉ ơi là rỉ luôn nha. Rồi em còn màu nâu nè. Màu nâu là còn xanh L thôi đúng không? Dưới còn không? Màu nâu là còn xanh L. Đen hết size S rồi nha Ngọc Thúy Trần ơi. Nâu còn xanh L. Màu kim là em còn XL nè. Kim là còn XL, còn size M. Có màu gì, có size gì nữa? Với 2XL luôn nha. Rồi chị nào lấy chốt nó giúp em. Ok, thẻ Pikachu nè. Coi lại chân váy đen sâu. Chân váy sâu còn size S à nha. Màu đen còn size S là 125. Hồi nãy mặc đầu like luôn nè. Form đẹp cực kỳ, dáng già que gối. Vải tuyết mưa nha. Nâu xanh L cho xem Nguyễn. Nâu xanh L cho chị xem Nguyễn nè. Rồi hiện tại còn màu kim thôi nha, màu kim còn size M, size XL, size gì? Màu kim. Rồi chân váy này 125 nha. Rồi em hết vừa hết luôn á chị Phương Phan ơi, hết XL màu nâu rồi chị. Vải tuyết mưa nó sẽ có độ co giãn nhẹ cho mình nha, vải tuyết mưa. Màu đen là 125. Màu trắng mấy chị, đen 125, trắng 125. Rồi, màu này cho em màu nâu nha, 125 màu nâu. Vải tuyết mưa mấy chị ơi, form đẹp cực kỳ luôn nha. Màu nâu nè, nâu đen trắng. Nâu đen trắng. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đó là giúp em nha. Nâu đen trắng bê màu, đen còn size S thôi, còn hai màu còn lại còn đủ size. Đủ vải cứng rồi. Rồi quần này em còn màu kim, chị nào lấy không mấy chị ơi? Màu kim này còn đủ size cho mình nè. Ai lấy màu kim chốt lên em nha. Màu kim nè, còn đủ size nha. Chân váy L lại còn màu nâu với màu trắng nha. Còn màu đen thì hết rồi nha, Hòn Lan Trinh ơi. Áo này mặc trở vai. Trời ơi, xinh ơi là xinh. Mặc trở vai nha, cái này cột nơ 95 ngàn. Gì nè mấy chị ơi, chốt em là áo 95 nha. 40kg đến 60kg mấy chị men vừa luôn á. 40kg đến 60kg men vừa. Phần này nó có bao chung, phần phía sau nó có bao chung, hàng là hàng Quảng Châu. Áo sơ mi vừa nãy không em? Sơ mi vừa nãy là mẫu nào ngon? Sơ mi loại nào chị Phương Phan ơi? Em chỉ còn loại Burberry á là 65 ngàn nha. Rồi chốt em là áo 95 ngàn mấy chị ơi. 40kg đến 60kg men vừa. Mặc vô xong mấy chị chéo lại nè. Chéo lại mấy chị cột nơ nha. Cột thành dạng yếm á, và nó sẽ trở vai như thế này. Vải xịn ơi là xịn luôn, 95 ngàn. Chốt em là áo 95 nha. Áo 95 mấy chị ơi, vải xịn đẹp cực kỳ, hàng Quảng Châu. 40kg đến 60kg men vừa. Hòn Lan Trinh áo cho Nguyễn My 95 nè. Hòn Lan Trinh em thường mặc size gì em lấy size đó giúp chị nha. Tại vì 52kg và 1m6 là cũng có thể mặc vừa cái size M luôn. Là in M mặc cũng vừa luôn á. Mà in L muốn thoải mái thì mặc size L. Mình thường mặc size gì mình lấy size đó nha. Lên đầm có tay ok nè. Áo sơ mi tay dài nãy em hết rồi nha chị. Rồi mẫu zoom nè, zoom dập ly màu đen mấy chị ơi. Zoom dập ly đen dán nhà luôn nha, 135. 40kg. Đây zoom dài luôn, zoom dập ly dài nha mấy chị ơi. 40kg tầm 55kg là mấy chị mang vừa zoom này. 40 tầm 55kg men vừa giùm này giúp em nha. Màu này màu đen.
nhập ly đắp chéo nè. Chốt em là zoom đen 135 nha. Ai lấy zoom đen chốt em là zoom đen 135. Đơn cỏ mây là chiều nay gửi nha cỏ mây ơi. Em mít 55 hả? 52 cái mít 55. Em mờ cũng vừa đúng không? Em mờ vừa em à. Còn em muốn thoải mái thì em cứ lấy xanh lờ nha. Rồi ai lấy thì chốt em là zoom đen 135.000 zoom đen nha mấy chị ơi. Zoom đen 135. Thường thường mình mặc size gì mình phải biết mình mặc size đó cho tay đúng không? Tại mình thường mua quần á. Mấy chị thường mua quần, mình thường mặc đồ size gì mình sẽ biết cái size của mình. Em có 57 vậy hả? Em mà 57 là mặc size S á. Thấy không? Mình thường mặc size gì mình lấy size đó giùm em nha. Chứ còn ví dụ như mà nói mà em 57 là em sẽ đưa size S cho mấy chị liền. Hầu như ai mà bán đồ mà mấy chị nói em 57 là người ta đưa size S hết luôn á. Size S á, 57 là mặc size S á nha. Chị mặc size M cho thoải mái. Chứ là zoom đen 1P5 zoom đen. Ủa 57 này là nhỏ hơn yêu chị hay to hơn yêu chị? Nhỏ hơn yêu chị luôn á. 57 là nhỏ hơn yêu của em luôn á. Rồi ai lấy thì chốt lời em nha. Yêu 57 giống yêu Ngọc Trinh quá nè. Rồi em quen mẫu đầm nha. 76 là mặt xanh lồ nha. 76 là mặt xanh lồ. 76 là mặt xanh lồ. Rồi áo này giùm em nha mấy chị ơi. Chốt em là áo sơ mi bi xanh 95.000 bi xanh. Bi xanh 95 nha, 40kg đến 60kg mặt vừa. Giờ lấy bi xanh chốt bi xanh 76 mặt xanh lờ nha Hòn Lan Trinh ơi. 76 mặt xanh lờ. Rồi cổ nó như thế này nha. Hàng vải này, hàng Quảng Châu, vải xịn đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 40kg đến 60kg mấy chị mang vừa áo xanh này luôn giúp em nha. Chốt em là bi xanh giá 95.000 áo bi xanh. Tay của nó nè, đẹp lắm luôn nha. Bi xanh 95.000 bi xanh. 40kg đến 60kg mấy chị mang vừa. Mặt xanh lờ Hòn Lan Trinh thôi. Màu nâu xanh lờ chân váy cho Hòn Lan Trinh. Nâu xanh lờ chân váy Hòn Lan Trinh. Rồi chốt em bi xanh giá 95.000 bi xanh nha. Vả đẹp cực kỳ với chị, cái tay của nó nè. Cưng lắm luôn nha. Ai lấy bi xanh 95 chốt là em là bi xanh giá 95.000 bi xanh. Rồi bi xanh 95 nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Chân váy phía sau là 125 nha chị Phương Quyên ơi. Hàng nó em có size nha. Màu nâu là còn size gì không? Màu nâu còn S với M. Màu trắng là còn SML và màu đen còn size S nha chị. Màu trắng còn S với M luôn. Nói chung là hết size L đúng không? Bên em không có miễn ship nha. Nhà thẻ Pikachu ơi. Bên em mua bao nhiêu cũng có ship hết đó chị. Đầm hàng 135 giúp em nha. Đầm 135.000 mẫu này. Trời ơi xịn đẹp cực kỳ luôn các chị ơi. 135 giùm em nha. Mặc kiểu nó trở vai ra như này. Và nó sẽ nhúng nhúng hai bên cho mình nè. 40kg đến tầm 55kg mấy chị mặc vừa cái đầm này nha. Chị nào lấy chốt em này em có màu nút với lại màu đỏ hai màu. Màu nút mấy chị ơi dáng dài que gối như thế này nha. Hàng này mặc đi tuyệt thoải mái luôn á. 135 có màu nút chứ màu đỏ hai màu. Rồi để em thử nha. Nút đỏ hai màu với 135. Ngon dọn đúng không? Bỏ trước cái gương cũng được kìa. Nó lấy cái này để nhìn trước cho chị. Một cái cục này thôi. Rồi để em thử nha mấy chị ơi. Đầm em bao nhiêu đầm em form nó nhỏ giờ Tuyết Mai à. Đầm hồi nãy mặc lại tầm 40 tầm 54kg thôi nha chị. Rồi em thử mẫu đầm này giá 135. Xong ship cho chị liền được không? Lại phải tối á chị. Sau 6 giờ nha Thảo Trần ơi. Tại bên em like xong còn phải làm đơn và chờ shipper quen nữa là phải tầm sau 6 giờ nha. Một bê lăm có màu em mặc là màu da và màu đỏ nữa hai màu. Màu đẹp vậy.
một B5 giúp em nha. Đây quý vị ơi, màu em mặc là màu da, là mặc trở vai cũng được, trở vai cũng được, hoặc lên trên luôn cũng được nha. Đó, lên lên cũng được nè, hoặc là kéo trở vai cũng xinh luôn, trở vai cũng được nha. Nói chung mấy chị mặc vô mấy chị điều chỉnh lại. Vải này là siêu dày dặn luôn, đang mặc cái quần đùi rất là dày bên trong nè. Đó nha, mặc xong cái eo mình trời ơi đẹp. Một B5 thôi nha, có màu đỏ nữa. Chị Kim Vi Nguyễn Đầm Gia, một B5 rồi màu đỏ nữa nha, chốt em màu đỏ nè mấy chị ơi, xinh lắm luôn. Chân váy nâu size chị Thảo Pikachu, nâu S, nâu S ở dưới nha. Rồi đầm em mặc còn màu đỏ nha, chị nào lấy đỏ chốt đỏ giúp em, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, còn màu đỏ nha, đi tuyệt đồ beo sen luôn á. Like mới có vài mẫu à Thanh Vi ơi. Rồi em còn màu đỏ 1B5, ai lấy đỏ chốt đỏ giúp em 1B5 nha. Hàng chỉnh vải đẹp nè, 1B5 màu đỏ giùm em nha mấy chị ơi, vải xinh đẹp cực kỳ luôn nha, cho em màu đỏ 1B5. Rồi em hết màu da nha, em còn màu đỏ, đỏ là vàng đỏ đậm mấy chị ơi, không có bị chói gì hết nha, yên tâm. Đó, trở vai cũng được, lên trên cũng được, form đẹp ơi, đẹp như thế này nha, đẹp lắm luôn giúp em. Rồi da đỏ hai màu mấy chị ơi, còn màu đỏ nha, hết màu da. Chị lấy chốt em đầm 1B5 tiền màu. Dạ đúng rồi, chị Vi Nguyễn Thanh không vừa. Chị nào lấy màu gì chốt màu đó lên giùm em nha mấy chị ơi. Áo tim hồng, tim hồng nè, áo này 40kg đến tầm 50, 40 tầm 53-54kg men vừa. Sơ mi hòn rồi rồi chờ xíu nha, hòn Nguyễn Hòn My ơi. Rồi mẫu này giùm em nha mấy chị ơi, màu này màu hồng, màu hồng nha. 40kg tầm 53-54kg men vừa, chốt em là tim hồng, tim hồng nha, giá 95.000 tim hồng. Đầm đỏ cho Tuyết Ngọc đầm đỏ, Tuyết Ngọc đầm đỏ nè, 1B5. Rồi cho em là tim hồng 95 mấy chị ơi. Tuyết Ngọc dồn đơn này lại, ok Tuyết Ngọc. Rồi chốt em là tim nha, tim hồng 95.000, hàng xịn lắm mấy chị ơi. 40kg tầm 53-54, 55kg keo keo vừa nha. Chốt em là tim 95.000 tim. Sơ mi đầu like hết. Rồi, em quay mẫu luôn nha, ai lấy tim chốt em làm tim nha. Chị lấy tim chốt tim giúp em. Hồng sao giống nâu vậy? À, nó hơi kiểu hồng hồng ruốc á. Nó hơi kiểu hồng ruốc á nha chị Hải Vi Nguyễn ơi. À, Mạnh Tú Siêu ơi, dạng như hồng ruốc nè. Dạng nó là dạng hồng ruốc á, em đang thử form với chị coi nè. Rồi 40 tầm 50 40 đến 55 56kg thoải mái luôn giúp em nha. Nó co giãn lắm, bo chung á. Bo chung co giãn cực kỳ tốt mấy chị ơi. Rồi đây giùm em nha. 40kg tầm 55 56kg mặc vừa luôn á, 95.000. Cho em là màu ruốc á mấy chị ơi, dạng hồng ruốc á, nó gần như cái tông nâu mà nhìn kỹ là màu hồng nha. Hồng ruốc á, tông ruốc ruốc. 95.000 chốt em là bi tim nha mấy chị ơi, 95.000 tim. Cho mình xem đầm mặc với vừa vèo chưa. Đầm hồi nãy em hết nha chị Chi Chi ơi. Đầm nãy em hết nha chị. Rồi áo bi mặc 95, tim em mặc 95 nha. Lấy tim chốt tim 95. Rồi em quay mẫu. Đầm này giá 1B5 nha mấy chị ơi. Em thử form mình coi nha. Áo tim em mặc là 95.000. Lấy tim chốt tim, tim này nha, co giãn thoải mái cực kỳ. 40kg tầm 55-56kg mấy chị men vừa luôn á. Ai lấy tim chốt tim giúp em nha. Tim 95.000 áo tim, đeo thoải mái luôn. Tim có một màu nha, An Đan Nguyễn ơi, một màu nha. 95.000 giúp em nè, tim đúng một màu nha, 95. Thôi mới dạy tiếng không em thôi. Bộ khuôn lỉ lỉ á, hàng khuôn lỉ luôn luôn. Rồi 40 đến 5B54 với em nha. Chú ý là đầm 1B5 mấy chị ơi, đẹp cực kỳ nè, không có hở gì hết nha. 40 tầm 5B54 cái men vừa luôn cái đầm này giùm em. Chốt em là đầm 1B5 mấy chị ơi, đầm 1B5 nha. Đầm 135.000. Line này đi luôn. Ok em Tuyết Ngọc. Bộ này có hai màu đúng không? Hả hả? Đâu? Dồn hết line này đi luôn cho em nha chị mẹ. Tuyết Ngọc là đơn ngày hôm qua đi rồi hả?
Ủa Tuyết Ngọc ơi, đơn này ngày hôm qua đi hàng rồi em. Đơn hôm qua đi hàng rồi, đơn hôm nay chị dồn like cho em lại nha. Nằm 1B5 chị Kim Vi Nguyễn là một màu nha chị ơi. Nằm 1B5 đúng một màu chị, hôi này rất là sang, chị yên tâm nha, đúng một màu. Tuyết Ngọc là chị dồn la lại cho em nha, đơn áo hôm qua đi hàng rồi á. Rồi hàng này rất là xịn nha mấy chị ơi. Bộ này giùm em nha, dạ rồi ok chị Kim Vi Nguyễn. Bộ này 40kg, hàng này hàng 105 giúp em nha. Hàng này hàng là 105.000. 40kg đến tầm 56-57kg mấy chị mang vừa. Chốt em bộ xanh 105. Cái hàng này bộ này nó, hàng này dép mắt mấy chị ơi. Nhưng mà em bán là rỉ á, hình như là vải này là cái hàng nó hàng mắc tiền. Cái vải này nó rẻ, giá nó phải cao. Nhưng mà em bán giá này rất là rỉ rồi nha. 105 em có màu vàng nè. Màu gì nữa ngon, có màu nữa mẹ. Rồi màu vàng với màu hồng hai màu nha, chốt em bộ 105 kìm màu. Bộ 105 hàng màu kìm màu. Đúng rồi em, cái ngày hôm qua em, hôm qua Tiết Ngọc dặn đi hàng mẹ, hôm qua em nói là dồn chung với áo mẹ. Vậy bên em hiện tại chỉ ship đi thôi nha chị em Nan Nguyễn ơi. Chốt em là bộ 105 mình kìm màu luôn giùm em nha. Màu hồng 105 màu hồng nè. Với màu vàng 105 vải đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. 40kg đến 60kg mấy chị mang vừa bộ hồng nha. Vừa nha chị Vi Nguyễn ơi, thun co giãn nha. Cái này nè, bộ xanh này 40 đến 60 vừa hết giúp em nè. Màu hồng, màu hồng chứ màu hồng mấy chị ơi, hồng nha. Chốt em hồng 105 màu hồng. Hàng vải này xịn lắm luôn. Nói chung mình nhận hàng mình sẽ biết cái vải của nó nha. Rồi đưa cái áo Tuyết Ngọc. Thì chị nói là chị dồn đơn sau cho em nè. Tại vì áo ngày hôm qua là gửi rồi á, 5 cái áo á, gửi rồi nha. 5 cái áo gửi rồi, tầm đỏ bỏ đi. Rồi ai lấy chốt em là bộ xanh, bộ hồng nha. 105 bộ hồng. 105 bộ hồng. Em đi hàng rồi thì cái này em sẽ dồn lại, chứ đâu phải là cái này chiều nay em gửi liền luôn đâu. Đâu có, em nói dồn đơn sau mà. Rồi chốt em là hồng nha, 105.000 hồng. Rồi 105 vàng giúp em nha. Vàng 105 vàng. Ai lấy chốt lại giúp em nha mấy chị ơi. Vàng 105, hồng 105. Bộ này hàng cao cấp nha, hàng xịn lắm luôn. Chốt em vàng 105 và hồng 105 nha. Vàng 105, hồng 105. Rồi áo màu kem sữa giùm em nè mấy chị ơi. Áo màu kem sữa nha. Đây, rất là đẹp luôn nè. 95.000, chốt em là kem sữa 95. 40kg đến tầm 40 đến tầm 55kg mấy chị mang vừa nha. Chốt em là kem sữa 95.000, kem sữa. Kem sữa 95 nha, đầm đi tuyệt. Đầm đi tuyệt là hồi nãy có mẫu đó em. Còn màu đỏ. Minh Thư hôm bữa chị like đồ em bé, em đặt cái đầm é chị gửi chưa. Cái đầm em bé cái form của nó bị nhỏ Minh Thư, cho nên là không gửi nha em. Ship Dương Khánh có nha An Đen Nguyễn ơi. Rồi chốt em là kem sữa. Rồi cái này nha, hôm qua chị nhớ Tuyết Ngọc nhận là gửi đơn hay sao nè, đúng không? Nhận đinh like mẹ. Rồi chốt giùm em nha, kem sữa. Ai lấy kem sữa chốt em là kem sữa. Vừa nha chị Vi Nguyễn ơi, mấy nó vừa hết đó chị, không coi giãn nha. Kem sữa 95 nè, 40 đến 55kg mang vừa. Chốt em là kem sữa 95 nha. Kem sữa 95.000 kem sữa. Kem sữa 95, rồi hôm qua mẫu khác nha. Đầm đỏ này 1B5 nè. Kem sữa 95.000 kem sữa giùm em nha quý chị ơi. Rồi đầm này em có màu đỏ thôi à, không cái màu đầm vàng. Cái đầm vàng 145 đâu rồi ta. Rồi đúng rồi. Bộ mặc ở nhà. Ok chị Vi Nguyễn nè. Chị Vi địa chỉ số điện thoại giúp em nha Vi ơi. Áo hồi nãy chị vừa nha, chị Nguyễn Mỹ An ơi, áo màu kem sữa chị mặc vừa nha. Chắc là nhìn bị nhầm rồi á, chứ không là chị khách cũ là chị cho dồn đơn mà, thì đâu có nôn gửi hàng của khách cũ đâu. Hôm qua là chắc là nhìn nhầm trên like á. Rồi đầm này 40 tầm 55-56kg mấy chị mặc vừa luôn nha. 40 đến 55-56kg mang vừa luôn. Vậy em cảm ơn chị Vi Nguyễn.
Rồi 40 tầm 55 56 cái men vừa đầm 145 giúp em nha. 40 đến 55 56 với mấy chị mặc vừa luôn. Đây mấy chị nó sẽ hở cái phần da mình chỗ đây. Đẹp lắm luôn nè. Chốt đôi giúp em nha. Màu vàng 145 đầm vàng. Rồi vàng 145 giúp em nha. Cái này có một bông mà chị Kim Vy ơi, đúng một bông này à chị. Đẹp lắm luôn giùm em nha. Dễ thương lắm, 145 chốt em là vàng 145. Chị lấy vàng chốt em làm vàng 145 nha. Chân váy sâu lưng đây nha, hè thì kim hình thôi. Vàng chị Kim Vy Nguyễn 145. Chị Kim Vy Nguyễn vàng 145. Rồi chân váy phía sau là dáng nhà que gối giúp em nha. Dáng nhà que gối có màu nâu, màu trắng, màu đen luôn. Còn bộ đùi u xì không? Bộ đùi u xì dạ còn nha chị Vy Nguyễn ơi. Hình như còn mấy bộ em ngon. Bộ hồng với bộ trắng lấy ra em. Rồi chân váy 125 có màu nâu, màu đen về màu trắng luôn giúp em nha. Nâu đen trắng ba màu 125. Mẫu này nãy mặc đầu like nè. 125 nha, màu trắng. 125 màu nâu. Về 125 ngàn màu đen giùm em nha. Trong váy công sở vải tuyết mưa dài dặn lắm luôn mấy chị ơi. Cho cái set đó ra em u xì á. Thứ hai giao giùm ok em cỡ may nè. Chị Nguyễn Mỹ An ơi, áo nãy chị men vừa, chị có lấy không? Cái sơ mi bi. Đưa mẫu lên luôn. Rồi em quay mẫu khác cho mình nha mấy chị ơi. Áo ho này 95 là vải đẹp cực kỳ luôn. Bộ hồng đây nha, chị Vy Nguyễn lấy luôn rồi béo em nha. Hồng với lại màu màu trắng hai màu. Lấy gì trong cái trắng xả đi nè. Rồi để em thử trong cái trắng cho mấy chị coi nha. Hồi nãy là mặc màu đen với màu nâu rồi bây giờ mặc màu trắng. Em xem lại chân váy phía sau em đang thử lại luôn nè chị Kim Cương ơi. Màu nâu. Đây em đang thử lại luôn rồi nè chị. Nâu trắng đen ba màu nha, màu trắng là còn size S size M, màu nâu cũng còn XM không? Còn trên đó. Ủa ở dưới hết rồi hả? Trắng đi, trắng là còn S với M. Ờ, X với L, màu trắng, size X với size L. Màu nâu là em còn size M. Và màu đen còn size X nha. Đây mấy chị ơi, 125 ngàn chân váy. Chân váy mà em nha, 125. Áo này xinh quá à. Áo này là mấy chị ơi, áo ho nhan bèo phía trước. Áo ho bèo phía trước nè. Rồi chân váy này 125 giùm em nha. Màu trắng, màu nâu với màu đen luôn, ba màu. Trắng nâu đen ba màu giúp em nha. Trắng đen nâu ba màu 125 chị Kim Cương ơi. Trắng lại còn size S với lại size trong cái trắng này mặc béo này không hợp. Trắng là em còn size S với size L hai size, còn màu nâu là em còn size M, màu đen là còn size S nha. Lấy size gì béo size đó giúp em nha chị ơi. 125 ngàn trong váy này nha. Trong váy 125 éo là 95 nha. Rồi đen lại còn ít, nâu lại còn size M, màu trắng lại còn size ít và size L 125 nha. Chị lấy chân váy chốt lên em nha mấy chị ơi. Rồi quần tay suông anh không? Tay suông có màu xanh màu gì, có cái size gì. Còn không em? Áo ho bao nhúng. Còn nha Thu Hằng ơi, áo ho cúc đúng không? Thấy không? Chờ em xíu nha, em thử mẫu nó hơi lâu. Áo ho bao nhúng còn luôn nha Thu Hằng ơi. Ho cúc giá 59 ngàn đúng không chị? Mấy màu hết.
quần này 129.000. Quần này dài, em mặc mấy năm tới mặc dài chạm đất. Màu xanh. Hoa gì đủ loại hoa luôn. Dạ rồi, ok chị chờ xíu nha, rồi em lên mẫu luôn. Quần này giá 129, quần này lưng siêu keo mấy chị ơi. Bị thủng cái quần ở trong. Quần này nha, vải là vải tuyết mưa cực kỳ dày dặn luôn giùm em nè. Có màu đen, mà quần đẹp quá. Em mặc là màu xanh coban á, xanh coban. Xanh coban là màu xanh đậu. 129 giúp em nha, vải đẹp xỉu luôn á. Quần này quần dài 1m58 là em không mang cuốc là em đứng chạm đất luôn á. Cho mấy chị coi form quần luôn. Nè. Đây, quần đó nè. Khi men cuốc lên đó thì nó mới đụng gì, chứ im đúng cái đất là nó chạm đất luôn á. Gòn chạm đất luôn. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Coi size gì ngon. 129 giùm em nha. Màu đen, màu em là màu xanh. Màu xanh vậy, xanh coban mà xanh coban đậm á nha. Màu xanh đậu với màu đen. XML hả? Vải dày cui luôn, XML, XL luôn. Chị Vy Nguyễn Thanh lấy size gì béo em nha. Cái gì em? Lấy màu đen size S đúng không? Xem này nó hiện lên ta, máy này nó không hiện lên. Thẻ Vy Vy Chu đổ nâu lấy đi em. Chị Vy Nguyễn Thanh lấy size gì béo em nha. Quần này rất là dài, form lưng keo là rất là đẹp luôn nha. 129.000, vải là vải tuyết mưa. Form quần này đúng đẹp, quần này mới về hàng tức thì luôn á. Màu xanh em mặc nè, màu xanh đậu với màu đen. Xanh em mặc xanh đậu với màu đen nha, ba màu. Rồi A lấy chốt đây em 129. Màu xanh lá cho xem Nguyễn là xanh đậu em. Xanh đậu, xanh lờ chị xem Nguyễn 129. Cái này với cái đen hôm qua, cái đen dài hơn nha Phan Nhung. Cái đen hôm qua nó dài hơn cái này nha. Lưng keo ơi là keo chị ơi, em đang mặc size S nè. Lưng keo ơi là keo luôn nha. Tích ở trên này, trên rúng keo một khúc luôn á. Đây 129 nè, màu xanh em mặc là xanh coban. Xanh đậu, màu đen nha, be màu 129. Vải dày cui luôn, hàng tuyết mưa. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi, 129 nha. Chốt giùm em là quần 129 kìm màu kìm size luôn. 129 kìm màu kìm size cho mình nha. Do cái quần này em phối cái áo bị sai tông nè, xưa nay phối đồ kỳ ra. Đó. Nãy phối cái áo kia với lại trong váy cũng bị lột rồi đó. Bây giờ đã phối áo này với cái quần này cũng bị lột luôn rồi. Còn cái sơ mi này màu đen màu trắng không? Đen hôm qua là mẫu này rồi ta. Quần đen hôm qua là hết rồi nha. Rồi mẫu này 129, chốt em là quần 129 kìm màu kìm size luôn nha. Đen 129 nè. Rồi xanh em mặc là xanh coban và này là xanh đậu. 129 giúp em nha, chị lấy màu gì chốt màu đó. 129 nha mấy chị ơi. Cái gì đó. 129 nha, chị lấy béo em. Đen XL, tuyết trên đen XL. Chị Vy Nguyễn Thanh đi không dám đổ size chị luôn á, tại vì cái mông chị nó to á chị à. Không biết chị thường mặc size gì thì lấy size đó giùm em nha. 2XL và tuyết trinh. XL và tuyết trinh màu đen XL. Đâu bây giờ có cái lưng XL không? Đúng không? Đúng ha. À đúng rồi, chính xác. Rồi, em que mẫu luôn nha. Đen nè, xanh đậu với xanh coban luôn nha. Đen xanh đậu với xanh coban luôn á. Bê màu thì là lấy màu gì chốt màu đó lên nhìn em nha. Rồi em que mẫu mấy chị ơi. Còn ít lộn không? Chị Vy Nguyễn Thanh lấy size lấy màu đen XL. Đo eo hả? XL này form thấy nó to lắm, form thoải mái. Nào em mặc 135 mấy chị ơi.
một B5 giúp em nha. 40kg tầm 5B 54kg mặt vừa, 40 tầm 5B 54kg men vừa cái đầm bông này nha. Ai lấy bông chốt em bông 1B5. Bộ hồng lúc nãy 189.000 nha. Hồng lúc nãy 89 cho hồng dưới trắng lên lại nè. Rồi đầm em mặc 1B5. 40kg tầm 5B 54kg men vừa nha. Chốt em đầm đỏ 1B5 mấy chị ơi. Mẫu này nó rút sẵn cho mình luôn. Mẫu này là rút sẵn luôn mấy chị ơi. Cột nơ phía trước nha. Chốt em lại hoa đỏ 100B5 nè, hoa đỏ. Hoa đỏ 1B5 nha mấy chị ơi. Bộ hồng hồi nãy là 89.000 nha. 40kg đến 60kg mặc vừa luôn, có màu hồng, màu trắng với lại màu hồng trắng hai màu. 89.000 hồng trắng hai màu. Rồi 89.000 màu hồng với màu trắng nha mấy chị ơi, hai màu giùm em nha. Hồng trắng 89.000 hai màu. Là 78 đó. Eo 78 đổ lại là vừa nha chị Vi Nguyễn Thanh ơi. 78 đổ lại vừa. Rồi này chốt đây em màu trắng nha, 89.000 bộ này, 40kg đến 60kg mấy chị men vừa luôn á. Trắng hồng hai màu. Trắng hồng hai màu nha, chị rồi lấy màu về chốt đi màu đó. Đầm em mặc là 1B5 nha, hoa đỏ 1B5, 40kg tầm 50B 54kg mấy chị men vừa. Kiếm cái dũa đen không? Cái dũa tay á. Rồi áo này nha mấy chị ơi. Màu hồng cho chị Nguyễn Linh màu hồng nè. Nguyễn Linh màu hồng. Rồi chị Hồng chị Nguyễn Linh màu hồng có rồi nha chị Nguyễn Linh ơi. Rồi áo này giùm em nha, áo này hàng cao cấp xịn lắm luôn. Phải đẹp xỉu, dạng baby doll phông ngắn mấy giờ, baby doll á, đẹp ơi đẹp luôn nè. Rồi chia sẻ mai lên giùm em nha. Mẫu này có màu đen, màu hồng, màu xanh, màu tím, màu trắng luôn á, nhiều màu. 40kg đến 60kg men vừa, nhưng mà chị nào 60kg mình mặc được phông ngắn thì mình mới lấy cái này nha. 40 đến 60kg men vừa mà phông baby doll phông ngắn ngắn á mấy chị ơi. Em có màu đen nè, màu hồng, rồi đen hồng mấy chị, chốt vải xịn ơi là xịn luôn nha, đen hồng, xanh coban, tím trắng, chốt em là áo 95.000 kèm màu nha, màu xanh coban, màu tím nè, hồng, bộ trắng chơi thẻo Pikachu bộ trắng, bộ hồng chơi Nguyễn Hồng Phương, bộ hồng đây, Nguyễn Hồng Phương, chị Nguyễn Hồng Phương bộ hồng 89, ủa chị Nguyễn Hồng Phương lấy bộ hồng hay là áo hồng vậy chị? Từ từ coi chừng không phải bộ hồng đâu. Chị Nguyễn Hồng Phương lấy áo rồi chốt em là áo nha chị ơi. Còn bộ hồng là bộ hồng 89 nha. Chị áo sơ mi hồng. Hồng em đang cầm đúng không? Hồng em đang cầm thì ok lên nha chị ơi. Hồng đang cầm thì ok lên giúp em nha chị. 95.000 vải đẹp ơi đẹp luôn nha. Rồi vải xịn lắm luôn á, 95.000 hồng, tím, đen, xanh coban và màu trắng giá 95. Giá 95 giúp em nha, áo hồng cho chị Mạnh Tú Xuyên áo hồng. Mạnh Tú Xuyên áo hồng nè. Mạnh Tú Xuyên áo hồng, chị Nguyễn Hồng Phương áo hồng. Rồi ok, chị Nguyễn Hồng Phương có hồng luôn nha. Nguyễn Hồng Phương hồng. Rồi ai lấy nó chốt luôn giúp em nha. Ok chị Nguyễn Hồng Phương. Chị Mạnh Tú Xuyên có view cho em. Rồi áo 95 ghi giá em ngon. Áo hồng hết nha chị, còn màu đen, màu xanh coban, màu trắng và màu tím. Còn đen nè, xanh coban nè, đen xanh coban đẹp lắm mấy chị ơi. 95.000 giúp em nha. Xanh đẹp lắm chị, xanh là lẹ lắm luôn nè. Bo chung có đầy đủ hết, rất là đẹp luôn giùm em nha. 95.000. Bo dạng thoải mái, đen xanh coban trắng tím. Em còn đen, còn xanh coban, còn tím. Xanh cho Trang Trang Nguyễn màu xanh. Trang Trang Nguyễn màu xanh là em hết xanh nha. Em hết xanh, xanh xinh nhé. Rồi hết xanh mấy chị ơi, còn màu trắng, màu đen, màu tím. Chị Vi Nguyễn Thanh áo này chị mặc không được đâu, em nói thiệt á. Chị mặc này chị sẽ nói nó ngắn liền. Mà áo này là áo phôm, nó lại phôm nó như thế này nha chị.
Cái này chị Vy Nguyễn Thanh mà không được đâu. Nguyễn My nãy chọn cái gì vậy em? Bỏ cái gì? Hả? Rồi em còn màu tím, màu trắng, màu đen, nhan bê màu. Rồi còn tím, trắng, đen, bê màu giúp em nha. À lấy mình chốt em 95 nè. Tím, trắng, đen, bê màu em nha, 95. Hết xanh rồi nha chị Tơ Tơ Re Nguyễn ơi. Cái vũ màu tím nó đâu không? Tìm chị ngon nó bị xuống cái tay. Em còn tím, còn trắng, còn đen, bê màu đẹp nhất đây mấy chị chừa lại. Còn tím, trắng, đen, bê màu giúp em nha. Ai lấy màu gì chốt màu đó, 95 nha mấy chị ơi. Tím, trắng, đen, bê màu giá 95. Đẹp lắm, cái này xinh lắm luôn. Vải mấy chị nhìn, mấy chị nhận hàng mấy chị thấy cái vải mấy chị ưng liền luôn. Đầm mặt là có một màu nha em ơi, Nguyễn Huyền Phượng ơi. Đầm này đẹp lắm luôn á. Một màu nha, một B5. Có trong cái vải chỗ em là đầm đỏ mà 1B5 nha, quả đẹp. Đầm đó không có không ạ? Để chị tìm có lại mệt nha. Màu tím giùm em là 95 ngàn màu tím nha. Màu tím em đưa màu éo này lại xong có loại que mẫu. Tím 95 nè. Rồi trắng 95 ngàn màu trắng. Màu đen 95 ngàn màu đen nha mấy chị ơi. Đầm em mà là 1B5 đúng một màu, vải đẹp cực kỳ luôn. Mẫu này nè, tay là tay phòng phòng nữa, sang lắm luôn nha. 1B5 cái đầm em mà. Rồi áo 95 em còn B màu này nha. Chờ lấy chốt lên giúp em. Kem sữa 95 ngàn, 40-55 ký vừa, chốt em kem sữa 95. Hàng vải đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Rồi cho em màu kem sữa nha, 95 ngàn màu kem sữa. Tím cho chị Linh màu tím nè, 95. Chị Linh màu tím 95. Rồi kem sữa giúp em nha, 95 ngàn màu kem sữa. Cái tay nè mấy chị ơi, đúng đẹp luôn nha. Chốt lại em là kem sữa 95. Kem sữa 95. Trắng 95 ngàn màu trắng, 40-55 ký vừa, trắng 95. 40-55 ký mặt vừa em nha, chốt em là màu trắng, 95 ngàn màu trắng. Chín mươi lăm ngàn màu trắng giùm em nha. Rồi đỏ 95 ngàn màu đỏ. Thổ cẩm là baby doll thổ cẩm 40-60 kg men vừa, ở sau cái cột cái nơ lên về toàn bộ cái phần này nó sẽ thêu cho mình nè. Chốt này em là đỏ nha, 95 ngàn đỏ, đỏ đậm mấy chị ơi, 40-60 kg men vừa nha. Chốt em là đỏ 95, đỏ 95 ngàn màu đỏ. Ủa trắng hồi nãy chốt ra chưa, sao còn đây? Rồi, tim 95 ngàn, tim là 40kg tầm 55-56kg men vừa. Cái em mẻ tim 95 nha, tim 95 ngàn mấy chị ơi, đúng đẹp luôn áo này. Tim 95 ngàn, tim. Rồi ai lấy tim chốt em tim 95 nha, quả nó co giãn cực kỳ đẹp luôn á. Chốt em là tim 95 ngàn áo tim này nha, ai lấy tim chốt tim. Tim 95 ngàn, tim. Đầm em mặc 1B5, ai lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Đầm mặc 1B5. Còn cái hàng lỉ này chung được, cái này có hàng lỉ này không? Đây là cái hàng lỉ này còn trong cái túi cho em, cái trắng đây á. Còn cái này thôi không? Rồi em đầm éo này chưa lăn nè. Đẹp ơi đẹp luôn, chưa like luôn á nãy giờ. Mặc xong rồi rút hai bên giùm em nha. 40-60kg mặc vừa luôn á, form nó ngắn ngắn dễ thương mấy chị ơi. Rút hai bên rồi cột lại nè. Mặc xong rồi rút hai bên mình cột lại. 95 ngàn, chốt em là 95 ngàn kìm màu. Đó mấy chị mặc nó vô nó sẽ như thế này nha. Vậy là rút hai bên chỗ phần ngực của mình nó đẹp ơi đẹp luôn. Rồi 95 ngàn có màu vàng nè, màu vàng, màu kem, màu vàng nè, màu kem nè, đẹp lắm mấy chị ơi. 95 nha, 40-60kg men vừa, màu vàng, màu kem, màu ruốc, vàng kem ruốc 95. Đây, vàng kem màu ruốc mấy chị ơi, siêu đẹp luôn á. Màu ruốc giùm em nha, vàng kem ruốc và màu trắng,
4 màu. Chỗ em áo 95.000 tìm màu nha, màu trắng đó nè. Rồi màu trắng nữa. Chỗ em là 95.000 tìm màu nha. 95.000 tìm màu siêu dễ thương luôn nè. Phần này phố ren, hàng vải xịn. Cái này hàng Quảng Châu vải xịn lắm đó chị ơi. Chỗ em áo 95.000 mình tìm màu nha. Trắng vàng kem ruốc 4 màu. Trắng nè mấy chị ơi, màu trắng giúp em nha, màu trắng. Rồi màu này màu vàng. Trắng á chị Mạnh Tú Xuyên màu trắng 95. Rồi, chốt em màu vàng nè. Đẹp lắm luôn màu vàng. Màu kem nha, màu kem. Rút hai bên. Thích thì rút, còn không thích mình cứ để gì mình cột lại vẫn được nha. Thích rút thì rút, còn không thích thì khỏi rút mấy chị à, mình cứ cột nơ lại thôi nha. Rồi ai lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em nha. Màu kem nè, màu vàng nè, màu ruốc. Vàng chị Tơ Sơ Ren Nguyễn màu vàng. Tơ Sơ Ren Nguyễn màu vàng. Rồi em còn màu kem nè. Màu trắng kem mấy chị ơi, trắng kem á. Màu trắng kem. Màu ruốc. Rồi chị nào lấy màu gì chốt lên màu đó giúp em nha, 95.000. Trắng kem với ruốc hai màu mấy chị ơi. Màu kem cho Nguyễn My. Kim cho Nguyễn My nè em. Hết màu trắng rồi chị, lấy màu 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 kim giùm em được không? Nó cũng như màu trắng thôi mà cái màu nó hơi ấy xíu à. Còn màu kim nha chị Thảo Trần ơi, màu kim với lại màu ruốc nha, hai màu. Còn kim với ruốc hai màu, ai lấy màu gì bé màu đó giúp em 95 nha. Kim ruốc hai màu giá 95. Rồi chị Thảo Trần màu màu kim nè. 95.000 Thảo Trần màu kim. Rồi, ai lấy màu gì chốt màu đó với em nha. Còn kim còn ruốc hai màu 95. Còn kim còn ruốc hai màu nha, 95.000 kim ruốc hai màu á chị ơi. Ai lấy màu gì chốt lên màu đó với em nha. 95.000 màu kim. 95.000 màu ruốc nha. 95.000 màu kim, 95.000 màu ruốc. Rồi đầm em mặc đẹp lắm luôn nha, em que mẫu 135. Rồi em que mẫu nha mấy chị ơi. Nguyễn My đổ về màu ruốc nè không. Rồi em que mẫu nha. Bộ này giá này là bộ không. Ok em Nguyễn My, áo này bỏ vô luôn. Chị Tơ Sơ Ren Nguyễn đổ về màu kim thôi chị. Đổi màu kim đúng không. Chị Tơ Sơ Ren Nguyễn được. Ủa chị Tơ Sơ Ren Nguyễn hồi nãy chốt màu vàng mà chị. Hồi nãy chị chốt màu vàng mà. Cái view màu vàng đâu em. Cái view của chị Tơ Sơ Ren Nguyễn không. Hồi nãy chị chốt màu vàng mà chị. Đâu phải chốt màu trắng đâu. Bây giờ chị lấy màu gì báo lại giúp em nha chị ơi. Còn đi 135. Nãy chị Tơ Sơ Ren Nguyễn chị chốt màu ấy mà, màu kim mà. Ở lộn màu vàng mà chị. Hồi nãy chốt vàng là có vàng rồi chị. Bây giờ lấy thêm màu kim hay là sao, hay là đổi màu kim chị. Lát làm đơn. Ok em Trang Trang Nguyễn. Rồi đầm tầng em mặc. Nó là cái này nó sẽ hở ra mấy chị ơi. Cái tầng của nó làm hở ra nha. Nó lót tới này nè. Đó nó lót tới đây nè mấy chị ơi. Bên trong một lớp lót. Trong một lớp lót nha. Tầng đen 129.
Dân giờ hết trắng rồi chị. Hết trắng từ đầu rồi mẹ, trắng em hết rồi nha. Cho em xem là áo tay bồng. Áo tay bồng chỉ còn màu trắng với màu đen nha Nguyễn Hiền Phượng ơi. Áo trắng chị mặc vừa vừa, chị Phương Phan ơi. Làm em mặc là 129 nha. Tầng B tầng 129. Giờ lấy tầng đen chút em, tầng đen 129 nha mấy chị ơi. Nó lốt tới đây nè mấy chị ơi. Ở trong nó lốt nè. Đây cái phần lốt của nó lốt tới này nha. Thiệt lắm. Cái mà tầng đen 129 nha mấy chị ơi. 40 kg tầm 53 5 40 đến 52 53 kg vừa cái em mặc nha. Giờ chị tôi sơ ra những chị lấy màu vàng hay màu kim béo lại giúp em nha chị ơi, vàng hay kim nha. Áo tay bồng hồi nãy em còn màu đen với màu trắng. Áo tay bồng hồi nãy còn đen còn trắng. Đây nha, hết tím rồi, còn đen còn trắng. Áo này giá 95 nha, Phương Phan còn mẫu hồi nãy. Còn đen nè, còn trắng hai màu, áo này giá 95 giúp em nha. Trắng đen hai màu 40kg đến 60kg men vừa luôn á. Chị lấy màu gì chốt màu đó nha. Màu trắng 95 ngàn màu trắng. Màu đen 95 ngàn màu đen giúp em nha. Đen 95 về trắng 95. Đây, tay bồng. Vải đẹp cực kỳ luôn, 95 ngàn giúp em nha. Còn trắng còn đen hai màu. Trắng với đen hai màu 95. Trắng đen hai màu 95. Tìm cái mẫu anh lên nơi chị với nó không có đâu. Đen 95 cho Hòn On Trương. Màu kim chị tơ sơ đen miễn đổi với màu kim kìa. Rồi đầm em mặc nữa nha, đầm đen có một màu nha chị Mạnh Tú Xuyên ơi, đúng một màu 129 giúp em nha. Đúng một màu này, hàng đẹp lắm luôn, 129. Áo vàng mặc ngắn lắm không? Áo vàng nào. Áo vàng nào không? Áo vàng này không có ngắn đâu chị. Không, nói chung là form nó vừa phải nha, form vừa phải. Áo này form vừa phải nha mấy chị ơi, cũng không có ngắn cũng không có dài nha, không ngắn không dài, form nó vừa phải, dễ thương lắm luôn. Rồi, tay em nha. À lấy nó chốt rồi giúp em nào, còn màu vàng, màu rút, màu kim nha. Còn vàng rút kim, mình lấy mình chốt rồi giúp em nha, để quen nhiều, còn nhiều mẫu hàng lắm mấy chị ơi. Quay mẫu luôn nha. Bây giờ em mà thử lại cái mẫu này nữa mấy chị chờ lâu lắm. Còn rất là nhiều hàng nè. Còn nhiều hàng đẹp lắm luôn á. Rồi đây nha, em còn màu vàng, màu kim với màu ruốc 95 nha chị. Chị Phương Phan lấy màu gì chốt lên giúp em nha. Còn vàng, còn ruốc, còn kim. Ba màu. Áo vàng ở chị Phương Phan 95. Đầm em mặc là 129 đúng một màu nha. Đen đẹp nhất luôn á, đầm tần 129 giúp em nha, đúng một màu này, giá 129. Còn đầm tuyệt không chị? Đầm tuyệt. Đầm tuyệt ít mẫu ha. Đầm tuyệt em chưa có về nhiều. Mà mẫu đầm nơ này em nha. Đầm nơ 135 ngàn đầm nơ. Đầm nơ này hàng 2 lớp quả đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Đơn này em có nơ xanh, chị Phương Phan dồn đơn lại nè, đơn quay đi rồi. 40kg tầm 5B, 54kg men vừa riêng nha, 135 ngàn. 135 em có màu này là màu xanh minh, với là màu kim nữa, hai màu nha. Xanh minh với màu màu kim nè, hai màu. 40kg tầm 5B, 54kg, cái hàng này hàng 2 lớp mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha, dễ thương cực kỳ, 135. Nè nó may, hai lớp may chồng vô luôn nè. Hai lớp may chồng vô luôn, rất là xinh mấy chị ơi. Bên trong có một lớp lót nữa nè. Lớp lớp vải, vải chất satin lụa lót bên trong nè, xinh đẹp lắm luôn nha. Chốt lại giúp em là màu vàng á, màu vàng nhạt, 135. Tay bồng đúng không?
Rồi để coi thử nha. Chú em nằm 1B5 kìm màu mấy chị ơi. Màu xanh 1B5 nè. Rồi màu vàng 1B5 giúp em nha, vàng nhạt. Vàng nhạt 1B5 và màu xanh minh 1B5 giùm em nha. Chị lấy màu dền chốt lên màu đó mấy chị ơi. Bộ này giá là 99.000, bộ này em có 3 màu. 99.000 mấy chị ơi, con 40kg đến 60kg mặc vừa luôn nha. 99.000 bộ. Thun mát lắm luôn à. Thun nha mấy chị ơi, quần sọc, quần này có túi luôn cho mình nè. Áo chờ chị xíu nha, chị lên mẫu lại cho lựa. Rồi, em có màu đỏ nè, 99.000 bộ, 40kg đến 60kg men vừa. Màu đỏ. Màu xanh. Đỏ này xanh nè mấy chị ơi, đỏ xanh với màu vàng nha, 3 màu. 99.000 nguyên bộ, chị lấy bộ 99 chốt em bộ 99.000 tìm màu. Đầm tay bồng á hả? Đỏ xanh lé, xanh coban với màu vàng đó nha mấy chị ơi. 99.000 một bộ nha. Chị lấy màu gì chốt màu đó là giúp em. Rồi xanh coban luôn. Rồi chốt em xanh coban luôn nha, 99.000. Nói chung quần nó như nhau, nó khác màu áo thôi mấy chị ơi. 99.000 nguyên bộ, áo là phơm to, giấu quần luôn nha. Đồ bộ còn nha. Còn đồ bộ nha, thẻ Pikachu ơi, màu vàng nữa. Chốt em bộ 99.000 tìm màu. Rồi đây mấy chị ơi, 99.000 tìm màu dùm em nha. Đẹp ơi đẹp luôn, quần như nhau, khép màu áo. 40kg đến 60kg mình mặc vừa luôn á. Rồi chốt em màu vàng, 99.000 màu vàng. Đây mấy chị ơi, vàng nha, 99.000 màu vàng. Rồi 99.000 màu xanh coban. Quần nó giống nhau, khác màu áo thôi à. Xanh coban 99.000. Rồi xanh lé 99.000, xanh lé. Xanh lé 99 giúp em nha. Và màu này màu đỏ, 99.000 màu đỏ. Rồi 99.000 màu đỏ mấy chị ơi. Ai lấy màu gì chốt màu đó giùm em nha. Đỏ 99.000 màu đỏ. Áo này em tu là áo một lần nữa nha, 95.000 cho em màu kem sữa, 40 đến 55kg vừa màu kem sữa 95. Kem sữa 95.000 màu kem sữa mấy chị ơi. 95.000 kem sữa nha. 95.000 màu trắng. Rồi trắng 95.000 màu trắng, 40 đến 55kg vừa. Cho em là trắng 95 nha, trắng 95. Đỏ, Babydoll đỏ 95.000, 40 đến 60kg men vừa. Chốt em đỏ 95. Tim 95.000, tim 40 đến 55 56 kg men vừa. Chốt em tim nha, giá 95 màu hồng ruốc á. Hồng ruốc, tim 95.000 màu hồng ruốc. Rồi áo này nha, còn mấy mẫu này. Chị nào lấy em chốt cho em nè. Áo này này nó còn cái màu đen nữa. Rồi mấy mẫu nha. Luôn. À, áo khót thun có không? Khót thun hiện tại đang hết hàng rồi chị. Khót bây giờ hiện tại còn khót gì đây? Khót kaki rồi. À, cái này nó là dùm nha mấy chị ơi. Dùm hoa 40kg đến tầm 40 tầm 54kg men vừa giúp em nha, dùm hoa. Có dây cột nè. Cái gì cột trước cũng được, cột sau cũng được nha. Có lót quần bên trong cho mình. Đây cột trước cột sau rồi cũng được hết. Bên trong nó có lót quần thun cho mình luôn, là quần thun màu đen luôn nha, quần của nó rồi mấy chị ơi. 40kg tầm 53-54kg rồi mấy chị mặc vừa ở dùm này mà em nha. Dùm này có màu tím. Dùm này có màu tím nè, dùm này giá là 89.000 một dùm. Dùm này size nhỏ chị,
89.000 một dung giúp em nha. Vải rất là mịn chất, rất là đẹp luôn. Ở trước là nút bọc vải nè, về cái nơ cột ra sau cũng được nha. 40kg tầm 5B 54 cái mình mang vừa. Có màu tím, màu xanh, tím nè, xanh nè, hoa tím, hoa xanh, vải đẹp cực kỳ, vải mát lắm mấy chị ơi. Hoa tím nha, cái này là hoa xanh, tím xanh. Cái này cho em hoa màu vàng nha mấy chị ơi, hoa vàng đẹp quá. Hoa vàng 40 tầm 5B 54 với em nha, dùm hoa vàng, hoa xanh, hoa tím. Hoa này màu em này màu tím nè. Màu này cho em mẻ số 10 nha. Màu này mẻ số 10, mẻ 10, nene hoa vàng, nene hoa vàng 89.000. Giá ngon. Hoa vàng 89, cái này cho em mẻ 10 nha. Hoa vàng cho dịu bùi 89.000, có quần dày dặn lắm. Hoa vàng cho dịu bùi, dịu bùi hoa vàng luôn. Rồi chốt lại cho em nha, màu này mẻ 10, mẻ 10 em mặc là hoa tím. Mẻ 10 cho chị Thanh Trang, mẻ 10 chị Thanh Trang, mẻ 10 nè. Thanh Trang mẻ 10 em. Rồi Trang Trang màu vàng 89.000, 40 đến tầm 5B 54 cái men vừa. 40 tầm 5B 54 cái men vừa giúp em nha. 89.000 mà chị nhận hàng, mà chị nhìn cái vải của nó siêu đẹp luôn. Hoa này cho em hoa mẻ 10 nha, đẹp lắm mấy chị ơi. Lót quần bên trong nè, đây cái quần của nó nè, đẹp lắm luôn nha. 89.000 hoa này cho em hoa mẻ 10 nha, zoom nha mấy chị ơi, zoom. 89.000 rất là đẹp luôn nè, đẹp ơi đẹp luôn á. Hoa tím rồi em còn hoa tím, hoa xanh với hoa mẻ 10 nha. Hoa tím, hoa xanh, hoa mẻ 10 89.000. Rồi chốt lên giúp em nha mấy chị ơi, hoa tím, hoa xanh, hoa mẻ 10. Vải mát lạnh luôn, phía trước là nút bọc vải nè. 40 tầm 5B 54, đẹp lắm mấy chị ơi. Trước là nút bọc vải nha. Rồi chị nào lấy màu gì chốt lên màu đó giúp em nè. Tím, hoa mẻ 10 và hoa xanh nha. 89.000 một dùm thôi mấy chị ơi. Nào lấy dùm này nữa anh béo lên giúp em nha. Tím nè, đẹp ơi đẹp luôn. Vải xịn đẹp cực kỳ, tay rồi cũng cưng nữa. Rồi tím nè, hoa này hoa mẻ 10. Rồi hoa này hoa xanh dùm em nha, que mẫu. Hoa xanh, tím mẻ 10, hoa xanh. Rồi que mẫu nha. Mẻ 10 cho chị Trang Hè, mẻ 10. Mẻ 10, đúng không? Chị Trang Hè mẻ 10. Rồi áo này 40kg tầm 55kg mấy chị men vừa em nha. 40 đến 55kg mấy chị men vừa. Chốt lên em áo này. Cái này giá nhiêu quên ngon. 85. Chốt em đỏ 85.000 màu đỏ nha. Chốt em đỏ 85. 40 đến 55kg mấy chị men vừa, hàng dệt kim. Đó, chỗ này nó có thêu nè. Chỗ này là đỏ 85 nha mấy chị ơi. 40 đến 55kg men vừa. Vải của nó co giãn rất là tốt luôn nha. Co giãn beo đẹp luôn á. Rồi ai lấy đỏ chốt lên là đỏ nha. Đỏ 85.000 màu đỏ mấy chị ơi. Đỏ 85.000 màu đỏ. Rồi màu xám nè, 85.000 màu xám. Ai lấy xám chốt xám giúp em nè. 40kg đến 60kg mấy chị men vừa áo xám này nha. Chốt em màu xám 85.000, áo dịch kim, hàng tay dài, vải mịn đẹp lắm luôn. Chốt em xám 85 nha mấy chị ơi. Xám 85.000 màu xám nha. Ai lấy xám chốt xám 85.000 dùm em nha. 40kg đến 60kg mình men vừa luôn à. 40 đến 60kg men vừa luôn. Chốt em màu xám, màu xám nha.
sọc kem, 85.000 sọc kem. Cái này 40kg đến 60kg chị men vừa luôn nha, vải to giãn rất là tốt. Chứ này là sọc kem, 85.000 cái sọc kem này nha mấy chị ơi. Sọc kem giá 85.000, ai lấy sọc kem chốt sọc kem nha. Sọc kem 85.000 sọc kem, ai lấy sọc kem chốt là giúp em nè. 40kg đến 60kg mặc ok vừa luôn, vải co giãn cực kỳ tốt luôn nha. Vải co giãn tốt mấy chị ơi. Chốt em là sọc kem giá 85.000 sọc kem. Sọc kem nha. Sọc kem. Somi Kero 55 ở đây đây. Rồi sơ mi 55.000, em còn màu tím với màu hồng hai màu. 40 đến 55kg vừa. Mấy chị ơi, 55.000 thôi nha, em còn đúng cái tím và một cái màu hồng cuối cùng. Kero tím và kero hồng giúp em. Chị nào lấy mình béo lên giùm em nha. 40 đến 55kg men vừa. Đây. Màu tím nè với màu hồng. Con ngon nói dây xẹt của em hết pin rồi. Mấy đang like nè. Tím với hồng hai màu em nha, vải mịn đẹp cực kỳ luôn. Chỗ em là Kero 55.000 kìm màu, 40 đến 55kg với chị men vừa nha. Màu tím màu hồng hai màu dùm em mấy chị ơi. Tím với hồng hai màu nha, coi lại màu giùm mặt. Ok chị Hân Ly Nguyễn nè. Chỗ em áo 55.000 mình kìm theo màu luôn mấy chị ơi. Kero tím với chị Thanh Trang 55. Kero tím với Thanh Trang 55. Để em lấy màu giùm em mặc lại nè. Tím Thanh Trang 55. Rồi, mẫu em mặc là còn màu em mặc với màu xanh này nha chị, hai màu. 89.000. 89.000 nha chị ơi, màu xanh với màu em mặc là hai màu nha, em mặc là màu tím nè, hoa tím nè. Đẹp lắm chị ơi, cái vải nó đẻ lắm luôn, có quần bên trong. Rồi 89.000 giùm em nha, có màu xanh với màu tím hai màu nha chị Hân Ly ơi. Quay màu xanh giùm em nha, màu xanh nè. Màu xanh rồi em mặc là màu tím nha chị. Đẹp ơi đẹp luôn mẫu giùm này. Giờ lấy màu gì chốt màu đó giùm em nha. Đẹp lắm. Giùm xanh với giùm tím hai màu. Ok chị màu em mặc nè. Lấy tím màu nha. Màu em mặc. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Hoa màu màu kẹp 40kg đến 60kg là mang vừa cái đầm này luôn. Đầm này nè 40kg đến 60kg mang vừa giúp em nha. Rồi em đem coi giá lại nè, hôm qua em bán Tri Ân Đầu Lai giá bao nhiêu á, rẻ lắm. Có mấy chục ngàn cái đầm này thôi à, mà vải đẹp cơ luôn. 40kg đến 60kg mặc ok vừa mà em nha. Trở vai cũng được, kéo lên trên cũng được luôn. Đó mình cứ kéo xong mình điều chỉnh lại giúp em. Đẹp lắm luôn mẫu này. Em có hơi mặc là màu da. Màu da, màu hồng với màu trắng be màu nha. 89.000 một đầm. Em mặc là hoa màu da nè, điểm mấy chị ơi. Đây nha, cưng ơi là cưng. Đó, bo chung thoải mái. Từ 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết luôn dùm em mẫu này. Hoa màu da. Hoa màu trắng và hoa màu hồng. Hoa da, hoa trắng và hoa hồng. Rồi, đây nha, hình như 89 đúng không con? 89.000. Chị nào lái chốt lên giúp em nha. Nghĩ sao ghi nãy giờ đây mà tìm. Cái này bọn em bán Tri Ân Đầu Lai nên mới có cái giá rẻ như thế này luôn á. 89.000, 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa hết cho em mẫu này nha. Trở vai cũng được, mặc lên trên luôn cũng được. Em mặc là hoa màu da. Rồi này hoa màu trắng nè, và cái này là hoa màu hồng giúp em nha. Đen, da trắng hồng ba màu nha. 89.000 cái đầm này. Chị lấy chốt lên giùm em nha mấy chị ơi.
dê trắng hồng be màu nha. Giá 59.000 một áo giúp em nha. 59.000, 40kg đến 60kg với chị mang vừa. Chốt em là áo 59.000 kìm màu, màu này màu kem sữa. 59.000 nha mấy chị ơi, màu kem sữa nè, màu vàng với màu hồng. Kem sữa vàng hồng be màu giá 59, 40kg đến 60kg với chị mang vừa. Mặt trở vai. Chốt em áo 59.000 kìm màu nha, màu vàng nè. Rồi là màu kem sữa nè. Với là màu hồng luôn be màu. Vàng kem sữa hồng be màu giúp em nha, mình lấy màu gì chốt màu đó mấy chị ơi. Vàng kem sữa hồng be màu hồng nè. Chốt cho em áo 59.000 kìm màu nha, hồng. Rồi vàng. Rồi kem sữa luôn. Hồng vàng kem sữa luôn giúp em mẫu này nha. 59.000. Kem sữa nè, vàng nè. Rồi hồng. Giá 59 nha mấy chị ơi, vải mát lạnh luôn à. Ai lấy thì chốt cho giúp em nha. Kem sữa vàng hồng be màu. Em thử cái zoom này, con thử zoom 135 nè. Zoom này dây kéo nó sẽ nằm bên hông, zoom này zoom dài mấy chị ơi. Đến 55kg mấy chị mặc ok vừa cái zoom này giúp em nha. Rồi dây kéo nằm bên hông. Chứ mà zoom dập ly á, zoom dài luôn rồi mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn nha. Nó sẽ lốt cái phần này. Nó lốt cái này cho mình nè, phần dưới nó không có lốt. Vải dập ly á, dày beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Zoom 135 nha. Đây, ở trên của nó nè, nó xếp tầng. Cái này giống như đợt trước có bán cái mẫu loại đầm rồi á, giờ nó đây zoom 135 giúp em nha. Đó, mặt đất que bèo hai bên. Giờ lấy zoom 135 chốt rồi em này, cái zoom này nha, 135 zoom dài luôn á. Nó lót tới này nha. Rồi ai lấy zoom 135 chốt em này, zoom 135 nha mấy chị ơi. Zoom 135.000 nha. Bộ gấu mấy chị ơi, bộ gấu này có màu trắng với màu đen hai màu. Gấu này có gấu trắng với gấu đen hai màu giùm em nha. Gấu này 40kg tầm 56-57kg men vừa. 40 tầm 56-57kg men vừa. Chốt em gấu trắng nè, 89.000 gấu trắng. 89.000 gấu trắng nha mấy chị ơi. Khúc cây cây lấy đây luôn không? Cây cây hồng tím. Gấu trắng 89.000 gấu trắng nha mấy chị ơi, hàng Quảng Châu vải đẹp. 40 tầm 56 57 cái men vừa. Cho em gấu trắng nha. 89.000 gấu trắng. Có này nó một nhịp. Khốt giùm em nha mấy chị ơi, 119.000 khốt kaki. Khốt kaki 119 em có màu tím nè. 40kg tầm 57-58 cái vừa luôn á. Gấu trắng còn trẻ còn màu nha, để em lưu xíu. Rồi chốt em là khóc tím nha, 119.000. Chốt cây cây mềm rất là mịn, rất là đẹp luôn. Giá 119 giúp em nha. 40 tầm 57-58 cái mặt vừa. Màu tím, màu hồng, hai màu. Rồi 119 em có màu tím với màu hồng hai màu. Có màu chưa con? Lo tìm chứ không có màu. Còn màu nữa nha, thẻ Pikachu hình như nó có màu đen nữa nha. Chứ như là khóc 119 kìm màu mấy chị ơi. Khóc này có màu tím với lại màu hồng nha, hai màu giá 119.
Rồi tím hồng hai màu giá 119 nha mấy chị ơi. À lấy mình chốt lại giúp em nha. Tím hồng hai màu 119, chất kaki rất là mềm, rất là đẹp luôn nha. Nó không bị thô cứng, không bị khó chịu. Rồi chốt em là khóc hồng 119 về khóc tím 119 nha mấy chị ơi. Rồi để em lên màu mẫu đó nha. Hồng 119, tím 119. Còn mỗi màu cái rồi mấy chị ơi. Ai lấy chốt rồi giúp em nha. Màu đen nữa. Đen nằm đâu rồi. Rồi áo 59.000 40kg tầm 55kg mấy chị mặc vừa. Có màu trắng nè. Màu trắng nè. Màu tím màu xanh. Chờ xíu nha. Thẻ Pikachu ơi đang tìm á. Trắng tím với xanh nha. Chốt em áo 59.000 tìm màu 40-55kg vừa. Cổ keo tay dài. Chốt vải dày dặn mịn mét nha. Có màu tím, màu trắng, màu đen với màu xanh min. Tím, trắng, đen với màu xanh nè. Rồi tím, trắng, đen với màu xanh. Chốt em áo 59.000 kèm màu. Chị Trân sửa bát màu tím 59. Chị Trân sửa bát màu tím 59 nè. Em hết tím nha, em còn màu xanh, màu trắng, màu đen. Em còn xanh, trắng, đen nha chị ơi. Còn xanh, trắng, đen, màu xanh là chị Mango Phe màu xanh 59. Còn trắng, còn đen nha. Em hết xanh, em còn trắng đen. Còn trắng đen nha mấy chị ơi. Rồi áo 59.000 em còn màu trắng và màu đen. Đang tìm màu nha. Chị sâu á, chị mang cô phê ơi. Quay mà chị sâu mẹ. Này em coi trên này nè mấy chị yên tâm nè, thấy không? Rõ ràng luôn đây, chị Trân sửa bắp trước nè, xong chị mang phe sau. Em chốt lên cái phần mềm á, nó chính xác lắm mấy chị. Dạ, chiều nay em gửi nha chị Trân sửa bắp thôi, chiều nay em gửi nha. Rồi bộ này giá 119.000 giúp em. 40kg tầm 57-58kg vừa luôn nha. 119.000 để bộ. Quần là đúng đẹp luôn mấy chị ơi. 119 giúp em nha. Mặc áo màu đen đi với quần màu hồng. Cái quần này vải đẹp, dày dặn, được form đẹp nữa. Màu trắng đi với quần màu kem. Rồi áo màu trắng đi với quần màu kem giúp em nha. Đúng đẹp luôn, 119.000. 40kg tầm 57-58kg. 60kg mà chị nào mặc được áo form ngắn là mình mặc được luôn. Bay giùm em nha. Rồi áo màu trắng đi với là quần màu kem. Áo màu trắng đi với quần màu kem giúp em nha. Đẹp ơi đẹp luôn mấy chị ơi. 119.000 kẻ tiếp này. Chị nào lấy béo lên giùm em nha. Quần là quần ống mo. 119 kẻ tiếp mấy chị ơi. Rồi màu kem nha, đi với áo màu trắng nè. Rồi đúng không? Màu kem đi với áo màu trắng và màu hồng đi với áo màu đen nha. Xem Nguyễn tiếp trắng nè. Xem Nguyễn màu trắng 119. Rồi chốt em nha mấy chị ơi. Trắng đen hai màu nha. Trắng 119, đen 119. Form vải beo đẹp, cái quần đẻ ơi đẻ luôn, lưng siêu keo giúp em nha. Đẹp lắm luôn, 119.000 một set. A lấy chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Đen trắng hai màu nha, 119. Rồi đen trắng hai màu nha, 119.000. Ủa, cho làm cái áo đông nóc không? 119 đen trắng hai màu em nha. Áo 59.000 màu đen chị Phương Phan. Hồi sáng em xếp lại cái áo 59.000 có màu đen mới làm được. Màu đen chị Phương Phan áo 59 nè. Ok em nè, thẻ Pikachu ơi. Cái này chị lộn, hồi sáng chị lấy đi chụp hình. Màu trưa không bỏ chung, chịu rồi. Màu đen 59 chị Phương Phan nha chị. Được không? Cái giá em. Đây nó có gấu đen nữa nè. Pikachu ơi, thẻ Pikachu ơi. Nó có gấu đen nữa nha.
89.000. Đây, 89.000 có gấu đen nữa. Hồi nãy là gấu trắng nha, bây giờ là gấu đen. Đẹp lắm luôn, phía trước là thêu hết quần của nó nè. Gấu trắng, gấu đen hai màu giùm em nha, 40-60kg mấy chị mặc vừa hết á. Chị là lấy chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Gấu trắng, gấu đen hai màu 89. Gấu trắng, gấu đen hai màu giúp em nha, 89.000 gấu trắng, gấu đen hai màu. Rồi đây nha mấy chị ơi, ai lấy chốt lên giúp em nha. Đẹp ơi đẹp luôn. Mặc dấu quần, mặc đóng thùng cũng được nha. Đây em thẻ Pikachu lấy thì chốt lên giúp chị nha, 89.000. Trắng đen hai màu giùm em nha. Trắng đen hai màu. Gấu đen chị Mango Phe. Rồi chị nào lấy nó chốt lên giúp em nha. Gấu trắng, gấu đen hai màu 89.000 một bộ. Cái này nãy mình like hồi nào vậy? Rồi áo này 40-60kg mang vừa giùm em nha. Chốt em áo 95.000 kìm màu. 95.000 có màu hồng. Màu hồng không luôn không? Màu hồng nha, chốt em là 95.000 áo hồng 95. Vải đẹp ơi đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chốt em là áo hồng giá 95.000 nha, trở vai đẹp lắm luôn. 40-60kg chị mang vừa hết. 95.000 màu hồng. Gấu đen chị gấu đen nha, thẻo Pikachu gấu đen. Gấu đen còn đúng không? Thẻo Pikachu gấu đen nè. Rồi em hết gấu đen cho chị Nguyễn Quyên ơi, còn gấu trắng rồi chị. Em còn gấu trắng rồi nha, hết đen rồi còn trắng. Lấy gấu trắng rồi chốt trắng giúp em nha, hết đen rồi còn trắng. Rồi em còn gấu trắng nha, chị nào lấy gấu trắng mình chốt gấu trắng giúp em. 89.000 gấu trắng nha, hết gấu đen rồi. Tốt lại là về mệt nha. Rồi gấu trắng giúp em nha, 89.000 còn gấu trắng hết gấu đen mấy chị ơi. Còn trắng à. Còn trắng. Gấu trắng đó chị Nguyễn Quyên gấu trắng nè, cảm ơn chị nha. Chị Nguyễn Quyên gấu trắng nè. Gấu trắng cho Lê Ngọc Anh Thi. Rồi ai lấy gấu trắng chốt rồi giúp em nha. Đưa cái bị lại chị, bị dưới lại. Rồi gấu trắng em còn bộ nữa nha, chị nào lấy gấu trắng chốt em gấu trắng. Áo này 95, em có màu trắng với màu kim hai màu. 40kg tầm 53-54kg mang vừa, chốt em áo tô nha, 95.000 kìm màu. Áo tô mấy chị ơi, 95.000 có màu trắng với màu kim hai màu. Màu trắng, màu kim hai màu nha, chốt giúp em là áo tô kìm màu. Áo tô 95.000 màu trắng, màu kim hai màu quý chị ơi. Chốt em nha, màu này màu kim nè, 95.000 màu kim. Rồi 95.000 màu trắng mấy chị, 40kg tầm 53-54kg mặc vừa nha. Đẹp lắm luôn. Đẹp thực sự luôn á. Rồi màu kem, màu trắng hai màu giùm em nè, chị nào lấy màu gì chốt màu đó nha. 95.000 vải đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi, hàng vải khô. Rồi gấu trắng đó chị Elin Lơ nè. Chị Elin Lơ. Chị Elin cho em cái địa chỉ luôn nha chị ơi, cho em địa chỉ trên like luôn nha chị. Gấu trắng đó chị Elin Lơ. Rồi áo xôn có màu trắng với màu kem hai màu. Chị nào lấy áo xô 95, chốt em áo xô 95.000 mình kìm màu luôn nha. Xô 95.000 kìm màu quý chị ơi. Kero 55. Còn hôm đó hả mẹ? Áo kero mà 2 dây á.